mình à, đầu tiên á toàn bộ Các bạn xe rồi đúng hả tắt rồi à, khi mà trước tiên nhất á khi mình đầu tư về mình giải ngân á thì trước hết là mình phải xác định được là thị trường đang ở giai đoạn nào, thì mình phải xác định được nó là phải xu hướng tăng thì mình mới giải ngân, còn nếu mà nó đang xu hướng giảm mà mình giải ngân thì cái rủi ro rất là cao. Đó là cái bước đầu tiên, mình muốn đầu tư thì muốn thành công thì phải xác định được xu hướng. Đó là lý do tại sao mà trong gần 3 tháng nay là mình chỉ có ở ngoài thôi mà không có vào thị trường là vậy. Mặc dù mình vào thì có khả năng mình cũng có lợi nhuận nhưng mà rủi ro rất cao, và nó đi cái những cái ăn những cái khoản mà lợi nhuận nó nhỏ nhỏ đó, nó sẽ tạo cho mình cái cảm giác là mình hưng phấn cho những cái nhịp sâu, và mình khi mình làm việc bị hưng phấn thì mình không có kiểm soát được tâm lý, và khi đó là mình sẽ bị cuốn ở nhịp sâu, mình bị cuốn khi mình đã có tín hiệu rút, mình không tuân thủ kỷ luật thì rất khó để mình thoát ra khỏi thị trường, và khi đó mình sẽ bị cuốn vào, là mình sẽ bị nói chung là mình lãi, giả mình lãi 50% thì nó sẽ lãi cho mình cả lãi và lãi luôn thâm cả vốn mình luôn. Đó là cái tâm lý tại sao mà mình rút ra khỏi thị trường, mình phải dẫn cái tâm lý và tuân thủ cái kỷ luật mà bản thân mình đặt ra. Khi anh em mà đã nắm được một số mẫu hình của VDA á, về giai đoạn 3 thì anh em có thể đầu tư nhưng mà rủi ro rất là cao. Đây nó phụ thuộc vào thị trường chung. Thị trường chung chỉ cần điều chỉnh thôi thì nó tất cả các mã đều phải chạy theo hết. Và khi mà thị trường chung chỉnh nhẹ thì những cái mã mà nó giai đoạn 3 nó phân phối, mình không biết được nó phân phối nhiều ít. Mà nó phân phối nhiều thì những mã đó sẽ bị rơi nhiều hơn so với bình thường. Và khi mà rơi đó mình không thể bán được. Mình bị nhốt. Nó rất là khó. Ở giai đoạn này mình để đầu tư những cái mã đầu cơ, đầu cơ được, tại vì trong đầu toàn bộ thị trường đang chạy những mã đầu cơ thôi. Hiện tại bây giờ thì chỉ có những mã đầu cơ là đang chạy mạnh thôi, còn các mã là đang nằm ở giai đoạn 3 phân phối hết rồi. Mà đúng giờ chưa để các anh chị vào? Rồi. Cũng gần 8 giờ rồi. Anh Phú ơi, cái con HCG thì nó là có kỹ để chạy tiếp hay là nó chỉ là cái Mà mình gặp không rõ em nói lại, cái mã nào mã HCG này nó HTG cũng hả, khá là vâng và pháp HBG hả, HBG mà vâng chút mình có nói rồi, bữa đầu tiên mình nói rồi, nó có kịch bản hết rồi, mình cứ theo kịch bản thôi. Nó một cái mã nó muốn đi được thì nó phải tích lũy. Hồi trước mình có nói này, khi mà nó lên trên này nó phải tích lũy trên này, là tích lũy trên này nó được cái đỉnh này rồi nó đi ngang, sau đó nó vượt nó chạm đỉnh này thì nó phải phải đi ngang tiếp, đi ngang, và khi thị trường rơi, nó không rơi thì nó rơi nhẹ từ nhỏ hơn khoảng nó rơi mà rơi không quá 12%, thị trường rơi mạnh nó rơi chỉ không quá 12% thì bắt đầu nó sẽ hồi lại, và khi đó là nó sẽ tạo một cái cơn xu hướng mới và nó sẽ đi lên. Còn nếu mà nó không, khi thị trường rơi nó không có trụ được, nó rơi thì nó sẽ đi vào vòng ba thì sẽ yếu, rất là yếu. Nhưng cái những mã này mình phải đợi thôi, đợi tín hiệu khi mà nó tích lũy được ở cái đỉnh này, ở đoạn này tích lũy được đoạn này, và khi mà thị trường nó có xu biến động mạnh nó vẫn có thể chống cự được, là mình có thể mình xác định nó đưa vào cái danh sách theo dõi của mình để mình đợi tín hiệu mua. Còn khi mà giờ hiện tại giờ chỉ có đợi thôi, chờ đợi. Vâng, em thấy cái nền tích lũy trước của nó cũng bị khá chặt, cái biên độ dao động nó cũng quá lớn thì em đã có chỉ sợ là nó gọi là nó kéo lên để nó cân phối thôi. Thì hiện tại nó chưa xác nhận được, có vấn đề là phân phối hay tích lũy, nên ở đoạn này cũng chưa, mình chưa biết được đâu, mình chưa chưa biết được nó là phân phối như thế nào. Thì hiện tại nó đang kéo lên này, nó vẫn bán ra đó, còn bán ra tại vì nó làm chủ mà, nó bán ra, nó bán từ từ, là nó phân phối từ từ, nó không phải phân phối mạnh, phân phối từ từ, nên nó đang gọi là nó đang lưỡng lự, nó lưỡng để gì, nó đợi cái về kinh tế vĩ mô mình là xác nhận nó có mạnh hay không, để mà nó có bài toán đi đi nữa hay không, còn game hay không, để mà nó tiếp tục cái chu kỳ mới. Còn nếu mà nó xác nhận là khi thị trường kinh tế vĩ mô mà rơi thì nó sẽ rơi theo kinh tế vĩ mô, à, giống như cái đợt 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 dịch đợt đầu tiên đó.
khi dịch đầu tiên lên giai đoạn này này, nó vẫn dịch này hả, dịch nó rơi mạnh này, nó vẫn chưa xác nhận được này. Khi mà đầu đi ngang nhưng mà nó đã bắt đầu rơi trước, trước khi thị trường nó rơi trước rồi đó. Nó sẽ cố gắng kéo lên ở những cái đoạn này, kéo lên để mà nó chờ đợi về thị trường để xác nhận được vấn đề là có đi nữa hay không. Thì chưa, nếu mà xác nhận mà không đi nữa thì nó sẽ rơi thôi, nó rơi mạnh hơn bình thường. Mà khi rơi nó có những phiên kéo, nó kéo kéo để cho nó bán ra nhiều hàng nữa. Còn nếu mà rơi xuống liên tục là sẽ không bán hàng được, nên dính vào đại. Nên hiện tại những ngân hàng người ta mới coi cái ngành ngân hàng nó vẫn lên xuống bình thường. Tất cả các mã nó hôm trước vừa rơi mạnh xong thì hôm sau nó lại lên lại bù lại đó. Mặc dù von kéo lên thằng von không có von đó, anh em coi von hôm rơi nó cao hơn von kéo lên đó, rất rõ ràng. Những cái này là rơi rất rõ ràng. Ôi. Dạ sao anh? Giờ mình học lý thuyết 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng sau giải đáp. Trong thời gian học lý thuyết 1 tiếng đồng hồ á, chỗ nào giảng nhanh quá thì mọi người bảo thầy giảng chậm lại nha, không như vậy đi. Rồi rồi anh. Rồi thì nội dung bài hôm nay á, mục tiêu của mình á là mình phải đi được một cái mẫu hình đầu tiên, tại vì tất cả mẫu hình nó tương tự nhau thôi, nó không có gì mà nó mới hết, nhưng mà nó có tính chất là nó sẽ giống nhau. Thì mẫu hình, đặc biệt là mẫu hình hôm nay, là mẫu hình quan trọng để mà mình nắm được thị trường và mình chọn điểm mua tốt nhất. Đó là mục tiêu hôm nay. Thì bài giảng hôm nay thì mình chỉ tập trung nhiêu đó thôi. Bắt đầu mình sẽ đi vào cái nội dung hôm nay. Thì để mà mình có một chiến lược mà lựa chọn cổ phiếu mà hợp lý á, thì mình phải theo các cái bước để mình nắm được cái thị trường như thế nào này. Thì đầu tiên, bước đầu tiên mà để mình đến được, thì đầu tiên mình phải xác định được cái xu hướng của thị trường chung. Thì xu hướng thì chung là mình phải xác định được là các cái xu hướng là xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Hiện tại xu hướng thị trường đang tăng hay giảm thì mình mới xác định được là mình nên đầu tư hay không. Móc xe Chỉ màn dụ hình là tôi VN30. móc xe màn hình này đâu thấy gì đâu. Thị trường chung ở đây mình định nghĩa là cả VN Index hay là VN 30 thôi. Cả VN Index và VN30, cả VN Cả Index và hai. VN30. Hiện tại có thấy cái đồ thị mình chia sẻ không? Anh chị em thấy đồ thị mình Thấy chia sẻ thấy không? Đồ thị sẻ đúng giờ không? thấy rồi đó, hồi nãy không thấy. Thì VN30 này, hiện tại khi mình đã xác định được, khi nó vào lúc này mình sẽ có những cái cân phân phối, mà đếm cái phân phối. Nhớ anh em có nhớ không, nhớ là mình đợt này mình đếm phân phối không, đếm cái những cái điểm phân phối này em xác định được là xu hướng nào, xu hướng như thế nào, là nó có là có dấu hiệu phân phối ở dưới này rồi thì nó có cái kéo lên này đó, là phân phối mạnh thì đó, cái này là mình đã xác nhận là nó là bắt đầu xu hướng là chỗ này là chưa, nhưng mà chỗ này làm xác nhận là xu hướng là giảm. Vol lớn mạnh, rất là mạnh, mình đã xác nhận ở đây là con bon giảm rồi, là toàn bộ mình rút ra toàn bộ ở đây là rút ra toàn bộ, rút hết, không có nằm trong này nữa. Ngày 9 tháng 12 em coi lại là toàn bộ. Khi mà đã xác nhận xu hướng giảm thì mình không đầu tư để thôi. Khi nó đang đi vào xu hướng giảm này, nó sẽ có nó kéo lên. Những nhịp này là những mã nào, anh em biết anh em coi lại những mã nào. Nó chỉ còn một số mã không chạy, chưa chạy rút được, ví dụ như DGC, những mã mạnh anh em mình nắm đó, có DGC mà nó chưa, nó chạy rút và nó sẽ chạy rút ở đoạn này và đoạn cuối này nó chạy thêm chút. Và một số mã là về đầu cơ nó sẽ chạy, một số mã đầu cơ Benny rồi có thay nhau nó chạy thôi. Và tiếp theo là nó sẽ quấn, nó kéo lên tiếp, nó kéo lên và nó sẽ tập trung ở đoạn này, chỉ có một số toàn là đầu cơ thôi, không còn mã nó mạnh nữa, còn đầu cơ thôi, toàn bộ đầu cơ hết. Và hiện tại đang nói thêm một cái dòng về của dòng dầu khí, dầu khí đang đang cũng gọi là mạnh ở giai đoạn này, mạnh tại vì ở dòng 3 này, nó ở dòng 3, nhưng mà dòng 3 anh em mình nhớ khi là nó có đa ba đỉnh rồi, thì ở cuối dòng 3 nó sẽ có một cái đỉnh của dòng 3 rất là mạnh. Mình không biết được đoạn đỉnh nó kéo như thế nào, nó kéo nó phụ thuộc vào cái lượng hàng của nó phong phối như thế nào thôi, nên mình cũng không thể mình nắm được, mình
để mình hiểu được là nó phải kéo quấn kéo lên đường như thế nào. Nếu nó tạo cái nền dài hơn chút thì mình có thể vào, còn nếu mà không có nền thì mình cũng không vào. Khi mà lại có nền thì việc vào nó cũng hơi rủi ro, tại mình đang phụ thuộc vào thị trường chung. Anh em nhớ những cái đoạn này mình không có thèm quan tâm thị trường chung luôn, anh em nhớ không? Toàn bộ mình là mình không quan tâm thị trường chung, thị trường chung lên xuống kệ nó, mình tài khoản của mình vẫn xanh, anh em mình vẫn xanh bình thường. Khi thị trường xuống hơi, mỗi đợt xuống mạnh thì cho mình chỉ tài khoản mình xuống giảm hơn một chút thôi, giảm chút thôi, không có giảm mạnh bằng đa số các mã ở trên thị trường đó. Thì giai đoạn này thì mình không quan tâm, để mình hiểu là đang giai đoạn 2, mình coi tất cả các mã đang ở giai đoạn 2 và nó chạy thôi. Đa số các mã đang ở giai đoạn 2, giai đoạn này thì nó rất là mạnh, mình không có còn quan tâm đến nó, đến thị trường chung nhiều. Thì đa số nó ở giai đoạn 2 thì nhóm cái mã của cái nhóm ngành của nó đang ở giai đoạn 2 thì cái nó sẽ có thể kéo luôn cái thị trường lên ở giai đoạn 2. Và khi thị trường mà nó rút đây giai đoạn này, nó kéo lên này, và khi thị trường kia nó rút thì nó chạy nó rút thì tất cả các mã chỉ có đa số các nhóm ngành bắt đầu chạy nó rút đi lên rất là mạnh đó. Thì khi mà nó rút nó sẽ có hai nhịp, có hai nhịp, cái hai nhịp đây là đây là nhịp một này, sau đó nhịp hai này. Thì ở đây mình còn chờ đợi, tại vì ở đây mình khi mà nó rơi mạnh như này mình vẫn chờ đợi này, mình chờ đợi cái mã tắc banh mình chưa rút được thì mình vẫn chờ đợi ở đây này, mình chỉ còn một mã tắc banh thôi. Và còn nắm thêm ít mã mạnh, mấy cái mã như DGC nè, BSC nè, Techcombank, Masan, BNG. BNG chỗ này mình cũng có thể mình mua, tại vì BNG phiên hôm nay nó phiên này phim cái này nó kéo một vai rất mạnh, cũng như là Techcombank ở giai đoạn những cái ngày này. BNG đó là toàn bộ những mã gọi là mạnh nhất thị trường. Và khi ro khi nó rơi thì sẽ nhận ở phiên này sẽ nhận rơi, thì khi đó là mình bắt đầu mình thoát ra thì mình vẫn có lợi nhuận rồi. Và cái lên một số mã mình mua ở cao thì nó rủi ro rất là thấp, và cái vấn đề về lỗ thì cái này rất là thấp đó. Khi là xác nhận được xu hướng thì cái việc mà mình vào thì nó sẽ tăng cái xác suất mình đầu tư lên cao hơn. Đó là cái đầu tiên. Về cái thứ hai là về cơ bản, thì toàn bộ những cái về cơ bản á của doanh nghiệp thì mình phải tập trung vào cái một số cái vấn đề về doanh thu lợi nhuận cho tương lai. Tại vì sao? Đa số các mã ở trên thị trường nó chạy là do lái đã đánh giá nó trước 1 đến 2 quý rồi, anh trước chạy trước rồi, nó chạy trước, nó không có thể mà chạy sâu, nó không chạy sâu được, nó chạy trước. Và khi đó thì mình phải xác nhận trước là đã có dấu hiệu thì dòng tiền nó mạnh và nó có một số cái về kinh tế tốt, về doanh thu của doanh nghiệp tốt, về sản phẩm mới, lãnh đạo mới, rồi có thêm một số chính sách nhà nước ủng hộ, rồi một số chính sách về kinh tế đang về thuế rồi đang có xu hướng tốt cho ủng hộ cho cái việc kinh doanh của nó, thì đó là một cái yếu tố rất là mạnh để cho cổ phiếu đi lên. Có một cái đặc biệt là ROE nó phải thường nằm trên 17% nha. Đó là những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu mà mang tính là cổ phiếu tăng trưởng, ROE nó phải trên 17%. Đa số thì nó sẽ trên 17%, và một số nó sẽ có thể là 16.5, 16 cũng có thể mình chăm trước cái điều đó. Tại vì nó sẽ không thể hiện cho mình thấy ở quá khứ, mà nó những mẹ nó nhiều khi nó chỉ hiện ở tương lai rồi, ở tương lai, và mình sẽ không nhắm, mình chỉ đánh giá thôi. Thì khi mà cổ phiếu nó có một số yếu tố nó đi trước cái hiện tại, mình sẽ có thể mình sẽ đưa nó vào danh sách theo dõi của mình. Đó là một cái yếu tố rất quan trọng để chọn ra cổ phiếu tăng trưởng. Tiếp theo là mình phải biết được khi mà nó có cái tín hiệu thị trường nó xác nhận đi lên thì ngành nào là những ngành chẳng sống. Và cái ngành chẳng sống đó thì nó có những cái cổ phiếu đầu ngành đó. Tại vì sao mình lại là chọn cổ phiếu đầu ngành? Giả sử như anh chị em còn thấy mình xem
Alo, còn thấy còn xe đô thị đúng không? Vâng, thấy ạ. Không, nó không cho mình viết cái bảng, mình định chia sẻ cái bảng nhưng mà để mình viết lên đó mà không cho thì giả sử một 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 đàn trâu như là vậy đó, thì có một con trâu đầu đàn là như con đầu ngành đó, và khi mà con đầu ngành mà nó có tính chất là chạy thì mình mua nó thì nó sẽ chạy nhanh hơn, những con sâu sẽ chậm hơn, có nghĩa là con đầu ngành chạy được 10% thì những con sâu bắt đầu nó mới bắt đầu khởi động, mà nó khởi động lên 1-2% nó khởi động, thì sau khi mà con đầu đàn nó chạy được 20% thì những con ở sâu nó bắt đầu chạy lên được 15% bắt đầu con đầu đàn nó chạy thêm và bắt đầu có xu hướng là nó mệt nó nghỉ, thì những con sâu nó sẽ chạy theo sâu và nó cũng mệt trước, nó đi sâu mà lại nghỉ nghỉ trước, nó lại nghỉ trước, thì khi mà con đầu đàn nó mệt thì lúc đó là mình đã lúc đầu có xu hướng là mình đã rút khỏi rồi, còn những con sâu nó yếu thì rủi ro nó cho nó khi mà thị trường nó rơi á, thì lại cao hơn. Vì vậy nên khi mình chọn những con đầu đàn thì rủi ro của mình nó sẽ thấp nhất có thể. Đó là lý do tại sao mình lựa chọn những con mạnh nhất thị trường. Và khi mà thị trường nếu mà những con đầu đàn khi mà thị trường điều chỉnh thì con đầu đàn nó sẽ là con chỉnh chậm, chỉnh ít nhất. Khi mà đi lên khi một trận đi lên thì con đầu đàn sẽ là con chỉnh chậm hơn những con mà đi sâu. Khi thị trường đi lên thì những con đi sâu lại đi chậm, mà nên mà khi đi xuống thì những con đi sâu nó lại đi xuống mạnh hơn những con đi đầu đàn. Đó là lý do mình chọn những con mạnh nhất của ngành. Tiếp theo là có xu hướng tăng trước đó, là cái mã cổ phiếu nó phải có xu hướng tăng trước đó, thường nó tăng khoảng 30% là mình có thể gọi là ổn để mình bước vào giai đoạn xu hướng tăng. Đó là thường thường nha. Tại vì đa số những mã tăng trước đó thì nó sẽ có việc giảm là do thị trường chung giảm mạnh thì nó sẽ điều chỉnh theo thị trường chung, và nó sẽ có một cái phiên thị trường chung xác nhận tăng thì nó sẽ quay lại, nó chạy rất nhanh, và khi mà xuống tăng như này này mình sẽ không bao giờ mua những cổ phiếu nào mà nó có xu hướng rơi quá 30%. Ha, anh em chú ý, ở ngoài thị trường thì người ta rất thích những cái mã mà khi thị trường rơi mạnh thì những cổ phiếu nó rơi mạnh theo, rơi hơn 30% thì thị trường người ta rất thích. Còn đối với anh em mình khi mà đầu tư thì mình sẽ không đầu tư những cổ phiếu đó. Tại vì khi mà rơi xuống 30% thì khi mình lên lại thì nó sẽ mất thời gian rất mạnh, rất là lâu, rất là dài. Trừ một số trường hợp thì nó sẽ có những cái mã gọi là mã nó gọi là những cái ngành nó gọi là mình nó quá mạnh đi. Nó có những thông tin quá tích cực. Ví dụ như ngành thép mà đợt tháng 3 2020 vừa rồi. Nó lên nó vượt đỉnh và nó đi rất là nhanh. Đó là một ví dụ nữa mình thấy. Đã được cuối tháng 3 đó, nếu anh em coi lại thì được thép nó chạy rất là mạnh, vượt đỉnh rất là mạnh. Rồi. Và một cái nữa là về tính xác suất và mình mua bán là mua những cổ phiếu, không mua những phiếu rẻ như nãy mình nói đó, cổ phiếu tăng chỗ đó đó. Thì tính xác suất là sao? Là khi mình nắm được mẫu hình đó, cái mẫu hình của mình đó, mình nắm được mẫu hình đó thì mình nắm được xác suất của cái mẫu hình đã thành công là bao nhiêu phần trăm. Đối với cái mẫu hình đó thì đa số mẫu hình mà khi mà nó đã vô được mẫu hình thì nó sẽ thành công. Nhưng mà ngoài thị trường thì người ta lại cũng có mẫu hình nhưng mà không thành công, vì sao? Vì đa số là người ta theo giá, mà giá thì lái nó vẫn vẽ bình thường, nó vẽ cho mình, nó vẽ toàn bộ, nó vẽ cho mình hết, nhưng mà về khối lượng nó sẽ không vẽ được, về khối lượng nó không vẽ được, đó là dấu chân của nó, mình phải theo dấu chân của nó. Đó là về volume đó, khối lượng thanh khoản của nó, là về tính xác suất đây, về rủi ro. Khi mà một mã là có dòng tiền đi vào thì chắc chắn cái mã đó thì lái nó sẽ kéo lên thôi, tại vì lái nó không có dạy gì nó bán nó lỗ, và khi mà rơi 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 xuống thì lái nó sẽ là người hốt, nó sẽ là người hốt hết ở tầm giá mà nó đang giữ, nó không thể để sâu hơn, và khi nó phân phối là phân phối cao hơn cái mức giá mà nó đang thu gom. Đó là cái yếu tố mà tính xác suất mình phải tính được cái xác suất này. Và cái thứ sáu là về cắt lỗ khi vi phạm, cái đó là yếu tố mà bắt buộc khi mà anh em vi phạm thì anh em bắt buộc phải tuân thủ, không tuân thủ là mình sẽ bị rủi ro rất là mạnh. Khi mà thị trường nó đi lên lên mình sẽ có những cái phiên giai đoạn nó sẽ chỉnh mạnh ở giai đoạn hai và chỉnh mạnh, anh em để ý sẽ chỉnh mạnh, và chỉnh mạnh nó sẽ rơi qua khỏi lũng qua đường FBA 50 rất là mạnh để mà reset lại toàn bộ, thì một số này nó reset lại, một số thì nó biết trước tương lai, nó biết là ngành nó có hiệu quả hay không về kinh tế vĩ mô, về kết quả kinh doanh cho những quý sau này nó như thế nào, nó biết trước cái điều đó,
và nó có thể chủ động cho nó để nó bán hàng chủ động trước mình, nên khi nó bắt buộc mình phải chủ động cho vấn đề cắt lỗ. Tại vì khi mà mình mua cho mình đầu tư và mình chọn mẫu hình ba mã thì xác suất mà để mình rơi mà cắt lỗ là khoảng một mã bị cắt lỗ. Như vậy mình phải tuân thủ vì đó, và cái chi phí mà cắt lỗ là giống như chi phí bảo hiểm. Và khi mà cái mã nó cắt lỗ xong, nó có xu hướng phục hồi lại, nó có điểm mua liền, thì mình phải mua lại bình thường. Nhưng mà nó thường là nó chạy, nó bù lại cái phần lỗ của mình, nó chạy nhanh hơn nữa. Những mã sau khi nó có cái cú vũ ngay bên cây cá mình mua đúng điểm mà nó vũ, thì nó hiệu quả về nó chạy, nó rút thì nó mạnh hơn là những cái mã khác, những mã không vũ. Và cái yếu tố cuối cùng là mà khi mình mua, mình biết quyết định mua cái mã đó thì đã có những kế hoạch mua rồi, và khi mà kế hoạch đó nó khớp với những cái điều kiện mình mua thì mình sẽ giải ngân theo cái kim tự tháp. Như hôm trước mình đã nói rồi, bài trước mình nói về vấn đề giải ngân theo cái kim tự tháp, thì sau mỗi lần giải ngân á, thì đầu tiên giải ngân là như giải ngân 50%, thì lần sau mình chỉ giải ngân 50% của 50% đó thôi, và tiếp tục mình giải ngân từ từ, lượng nhỏ hơn cái lượng giải ngân đó, chứ mình không bao giờ mà giải ngân theo cái kiểu ngược lại, theo kiểu từ ngắt ngược, kim tự tháp ngược nó sẽ rủi ro rất cao. Thường là bên ngoài người ta sẽ đầu tư theo kim tự tháp ngược, có nghĩa là người ta sẽ bỏ vào giả sử một cái mã người ta đã thấy cái điểm mua, người ta bỏ vào 100 triệu, người ta mua điểm đó, sau đó tự nhiên nó tức một phiên tích lũy và nó sẽ có một phiên bùng nổ mạnh, người ta sẽ bỏ vào đó 500 triệu ở điểm thứ hai, và khi nó lên một cái là người ta sẽ bỏ thêm 1 tỷ ở điểm thứ ba. Thì đang ra một cái vấn đề mà giải ngân ngược như vậy thì nó rất cao, thì khi một tỷ trên cao chỉ cần cái phiên rũ bỏ mạnh thôi, thì 1 tỷ đó sẽ kéo toàn bộ những cái lỗ cho những cái phiên giải ngân ở phía dưới đó, nó bị lúng đó. Thì việc giải ngân phải theo kiểu pháp thì cái thành công của mình nó sẽ ok. Và một cái nữa, khi mình giải ngân kiểu pháp á, mình cũng tuân thủ theo các lỗ vi phạm theo cái điểm đó luôn. Ví dụ như cái điểm thứ nhất mình mua 100 triệu, điểm thứ hai mình mua 150 triệu, nhưng mà điểm thứ hai nó bị lỗ ở điểm thứ hai, thì mình chỉ cắt lỗ 50% ở 50 triệu ở điểm thứ hai thôi, mình không cắt lỗ ở phía dưới. À, đó là những cái mà mình nắm rõ khi mình lựa chọn cổ phiếu. Rồi cái phần này anh em có thắc mắc gì không? Có phần giải ngân gì vẫn chưa tuân theo thì rồi làm ngược. Mình đang coi. Này, giải ngân á, nó giống như vậy này. Giống như khi mình nó còn đang cái điểm dẫn mình bị không ra. Mình không thể vẽ được. À, khi mà mình có cái nền này, mình đang hỏi về giải ngân đúng không, thì có những cái phiên tăng bond lớn, sau đó có cái nền phiên lớn đó, thì thường mình sẽ đầu tư vào ở đây một khoản tiền, để sử dụng đầu tư ra là 100 triệu. Thì
Thì khi mà nó có cái điểm thứ hai thì mình sẽ không mua quá 50 triệu, 50% của phiên trước. Khi lên nữa thì điểm thứ ba này mình sẽ mua không quá 25 triệu của 50% của phiên trước. À, của cái đợt mua trước. Là vấn đề giải ngân theo kim tự tháp là giải đó. Nhưng mà đa số người ta sẽ có thể ngân theo phương pháp được. Người ta giải ngân như thế này thấp và trên này người ta sẽ ngân cao lần. Và khi lên cao thì rủi ro rất là lớn. Ok anh chị em ok chỗ này không? Dạ ok rồi. Rồi. Lâu anh em ok thả tim cho Phú cái Phú biết. Rồi, tiếp tục mình sẽ nói về xác định đáy và đỉnh của thị trường. Tại vì đầu tiên mà là cái vấn đề về đỉnh đáy là rất quan trọng. Vì cái đó là yếu tố đầu tiên nó mới xác định được xu hướng thị trường nó chạy nó lên hay là nó đi xuống. Thì về xác định đáy của thị trường á thì khi mà ở tới đáy thì có những tín hiệu là thông tin của thị trường á, có thị trường rất là tiêu cực. Và dự báo có một số dự báo về chỉ số kinh tế vĩ mô CPI rồi đó là đi xuống. Khi mà những thông tin này rất tiêu cực và các cái nhóm á, người ta rất là hoang mang và người ta không ai dám mua hết. Là khi đó là mình là người mua. Anh em đã từng nếu anh em ở trong nhóm mình thì đã hiểu giai đoạn này rồi. Tất cả ngoài kia người ta đang hoang mang thì lúc đó mình mua. Mình đang đợi là đợi để cho ở ngoài kia người ta hoang mang. Anh em trong nhóm mình cũng đang đợi chờ người ta hoang mang. Tại vì nó sẽ có như thế này, về đặc điểm kỹ thuật này sẽ có như thế này. Sau khi mà thị trường đạt đỉnh á thì nó sẽ có từ 3 đến 5 lần dụ bỏ và kỳ trì kéo. 3 5 lần. Và cái lần cuối cùng á là khi đó là toàn bộ là nó lý người ta hoang mang, người ta không dám đụng nữa. Không dám đụng tại vì nó sẽ nhử cho mình những cái lần trước nó nhử cho mình ăn. Nhử và khi mà nó rơi nó vẫn cứ nhử với mình ăn tiếp. Và khi nó rơi mạnh thì khi đó là không ai dám vô, không một ai dám vô. Và khi mà ở dưới đó thì chỉ có một mình nó hôm hàng thôi, chỉ có một mình lái hôm hàng thôi. Và sau khi mà nó chủ bỏ như này thì nó chỉ có một phiên, đó là phiên hồi phục. Và cái phiên hồi phục á là nó sẽ có như thế này, nó sẽ đầu phiên nó giảm mạnh và cuối phiên nó có sự phục hồi. Đó là cái phiên phục hồi đầu tiên. Sau đó nó sẽ có những phiên bùng nổ theo đà. Bùng nổ theo đà là từ 4 đến 9 phiên. Và phiên thứ 4 đến phiên thứ 9 vậy đó. Phiên thứ 4 đến phiên thứ 9. Và khi đó là mình sẽ mua cổ phiếu, mua mạnh ở cái phiên mà phiên bùng nổ. Và mua những cổ phiếu mà nó có tính gọi là đầu ngành và nó có tính dẫn dắt. Những con mạnh nhất của thị trường á. Và khi đó thì ở phiên bùng nổ theo đà là lúc xưa là mình sẽ đầu tư ở những cổ phiếu nó nằm ở khoảng từ 1.2 đến 1.5. Rồi khi đó là vốn hóa thị trường nó hơi gọi là nó ở mức trung bình, nó chưa mạnh như bây giờ. Còn hiện tại bây giờ là toàn bộ thị trường đang ở cái vốn hóa rất cao, vốn hóa rất là lớn. Và bắt buộc cái việc tăng trưởng mà để xác nhận một xu hướng tăng ở phiên bùng nổ là phải nằm ở mức phải trên 1.5%. Thị trường chung nha, VN Index phải tăng lên hơn 1.5% ở phiên bùng nổ theo đà. Và cái khối lượng nó phải rất là lớn hơn so với phiên trước đó. Và hiện tại trong khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam á trong vòng 20 năm nay á thì ra về kiến thức của thầy mình nha, thì không có đợt sóng nào là không có phiên bùng nổ theo đà, không có đợt sóng nào tăng mà không có phiên bùng nổ theo đà. Mặc dù bùng có bùng nổ theo đà thì xu hướng sẽ tăng, nhưng mà chưa chắc có phiên bùng nổ thì xu hướng nó tăng nha. Khi có cái ngày bùng nổ theo đà thì khả năng là tăng rất là cao. Nhưng rủi ro cũng vẫn có, tại vì khi nó tăng lên nó sẽ có điều chỉnh ở phiên bùng nổ đà, nên phiên bùng nổ đà chưa chắc chắn. Nhưng mà không có phiên bùng nổ đà thì chắc chắn là không có lên. Trong vòng 20 năm nay là thầy mình đã thống kê hết rồi, thì chắc chắn là thị trường nó phải có phiên bùng nổ, còn không có là chắc chắn là không có việc đi lên. Và khi mà bùng nổ thì sẽ có một số cổ phiếu và khi bùng nổ sẽ có một số cổ phiếu nó có mang tính dẫn dắt. Đó là tín hiệu nổ sẽ có một... Ai mở mic nhỉ? Khi mà ở phiên bùng nổ thì sẽ có cái cổ phiếu dẫn dắt
và đó là tín hiệu để mình bước đầu bước vào thị trường. Và đó là khi đó là mình xác nhận là những cái dòng nào là cái dòng đi ở giai đoạn đó thì mình sẽ đầu tư những cái dòng dòng đó. Mình sẽ nói về V30 ở vì đa số anh em mình sẽ xem lại quá khứ để mình sẽ đánh giá về tương lai, chứ không phải là mình kêu là anh em chỉ theo theo tương lai thôi. Về quá khứ thì sẽ không lặp lại, nhưng mà năm nào năm đó quá khứ luôn luôn lặp lại, và tâm lý con người là luôn luôn không bao giờ mà qua được cái bài học tâm lý hết. Năm này học xong rồi năm sau lại quay lại, nhưng mà người ta không có, có qua được, và năm sau cứ tiếp tục năm nào qua năm đó. Đây là xu hướng này, khi sau khi phục hồi này, đây là xu hướng mà sau khi tích lũy này, và đây là giai đoạn mà anh em mình mua. Khi mà đã thị trường nó tích lũy xong nó mua, thì giai đoạn này anh em mình mua rất mạnh ở giai đoạn này. Từ giai đoạn đầu giữa tháng 3 bắt đầu là mình mua này, giữa tháng 3 bắt đầu là mua mạnh, giữa giữa gần cuối này, nhưng còn không giữa lắm, khoảng 20 hay mấy rồi đó, thì team mình bắt đầu mua mạnh ở những cái phiên đó. Rồi khi mà mình mua lên này thì cổ phiếu đa số các ngành nó sẽ bắt đầu đi đi ngang. Một số về sống về ngân hàng cũng có bắt đầu có xu hướng bắt đầu vào giai đoạn 2 đi ngang, và có xu hướng đi hơi đi lên lên một tí, và đa số các ngành bắt đầu có xu hướng đi lên. Về một số nhóm ngành như về chứng khoán, về ngân hàng, giai đoạn này chạy rút, bắt đầu chạy rút. Khi chạy nó rút thì mình sẽ bắt đầu tính mà tính cái phiên phân phối. Thì ở đây nó sẽ có, mình chỉ tính ra là như cái này là phiên phân phối đầu tiên ở giai đoạn này, giai đoạn rút này. Thông thường thì phiên phân phối nó kéo dài từ một đến ba tuần, thì nó sẽ có từ 3 đến 5 phiên phân phối. Thì đây là phiên phân phối đầu tiên, cái von lớn hơn phiên hôm trước. Phiên hôm trước nó là von nó là 676, thì hôm sau nó là 685, và nó đang gặp một bài giảm. Hôm trước mình đã học về thế nào là phiên phân phối rồi. Tại anh chị em nắm được phần đó. Thì đây là một phong phiên phối đầu tiên, mình sẽ nắm ra phong phiên phối đầu tiên. Đây là phong phiên phối đầu tiên. Tiếp theo có một số cái là về về mà phong những cái điểm mà nó không biến động giá nhiều, nhưng mà vol nó thấp, thì việc đó cũng là chưa xác nhận được nó phân phối nha. Anh em chú ý vô đây nữa. Phân phối là vol nó phải lớn và nó phải thỏa mãn về giá, nó có sự biến động như hôm trước mình đã nói rồi đó. Đó là phiên phân phối thứ hai. Ghi số cho nó dễ nhìn. Đó, phần thứ hai. Ở giai đoạn này thị trường nó đang chạy rút này, đi lên nhưng vol nó giảm này, anh em thấy đi lên không? Giá nó hơi đỏ đi lên nhưng mà vol nó giảm. Mình không nhìn rõ. Đây là phân phối thứ ba này. Những cái phiên mà vol tăng hơn phiên phiên tăng vol tăng đột biến á, anh em mình đánh giá về đó.
những phiên phân phối. Đây là phiên phân phối thứ 4 này. Hôm trước mình có phân phối trong phân tích một số anh em là anh em sẽ mình đang, tại vì mình sẽ thấy một số mã của VN30 nó phân phối nó mạnh hơn phân phối trước, nên mình chỉ nên mình vẽ ở VN30, mình hôm nay mình vẽ ở VN Index ha. Nên anh em để ý hôm trước mình vẽ VN30 nha, chứ không phải VN Index, nên cái phiên phân phối nó hơi khác so với phiên hôm trước mình vẽ ha. Thì này có phiên phân phối thứ tư, là khi đó mình đọc lại có xu hướng đầu lúc này nó có thị trường rồi, thì nó có từ 3 đến 5 phiên phân phối nha anh em nhớ. Và khi nó vào phân phối thứ ba thì anh em sẽ giảm margin hết, toàn bộ margin có nghĩa là cái khoản mà anh em mình vay để mình mua margin á, thì khi mà đã có phân phối thứ điểm phân phối ba thì mình giảm giảm không có tập trung nữa. Thì đa số một số người người ta đã có lãi suất cao thì người ta ở phân phối thứ hai là người ta đã rút rồi đó. Đó là để mình xác nhận được là thị trường giảm ở phân phối thứ tư này. Ok, khi chạy rút anh em nhớ chạy rút thì nó bắt đầu từ 1 đến 3 tuần, 1 đến 3 tuần sẽ có từ 3 đến 5 phiên phân phối. Và khi đó là mình sẽ rút khỏi. Đây còn hai phiên này cũng gần như là phiên phân phối mạnh rồi. Bắt đầu là đây sẽ nhận là phiên phân phối lớn thứ 5 luôn này. Phiên này phiên thứ 5 này. Thì đa số ở phiên này là mình đã thoát hoàn toàn. Phiên thứ 5, phiên mình thoát hoàn toàn. Okay. Xuống như này là phân phối còn nhiều đó, nó cứ cố gắng kéo lên phân phối còn nhiều đó. Nó phân phối rất là nhiều, anh em để ý, giá giảm vol lớn, giá giảm vol lớn, phân phối rất là nhiều luôn. Đó. Bộ phân phối dưới này rất là nhiều luôn, nhưng mà ở ngoài kia người ta vẫn ok. Người ta thấy cái vol này nó hơi thấp thì người ta cũng gọi là kiệt cung. Nhưng thực sự nó đang phân phối và nó đang thiếu cầu. Thiếu cầu không phải là kiệt cung. Lượng cầu của bao nhiêu nó đều cung cấp đủ hàng hết. Lượng cầu bao nhiêu cung cấp đủ hết. Thiếu lượng cầu. Đó là cách để mình xác định về đỉnh thị trường. Nếu anh em nắm được cái phần này, mình xác định rồi về đỉnh. Thì khi mà đã có cái đỉnh thì xác định về đáy. Ở đây. Mình sẽ có cái phiên hồi phục này. Như nãy mình nói là mình sẽ có cái phiên hồi phục phiên khi mà nó sẽ có từ cái này được chưa mạnh. Mình sẽ lấy một cái phiên vũ mạnh của thị trường. Đây, sau khi nó vũ này, nó sẽ có từ như mình nói là nó sẽ có từ 3 đến 5 lần vũ. Thì đây là lần đầu tiên vũ này, vũ nó có nên kéo lên. Lần vũ thứ hai, có kéo lên. Lần vũ thứ ba. Khi sau khi ở đây chứ, đây đầu tiên là có vũ ở đây rồi. Mình này, đầu tiên vũ ở đây chứ. Này, vũ đầu tiên này, một này. Lần vũ thứ hai này. Lần vũ thứ ba này, lần vũ thứ tư này. Lần vũ thứ tư. Thì sau khi lần đủ tư nó sẽ có cái phiên hồi phục, nhưng mà mình sẽ xác định cái phiên hồi phục khi mà nó đã có cái đáy sâu nhất để mình nghĩ là đã hồi phục, nhưng mà nó sẽ kéo lên này đó, mình nghĩ nó là hồi phục nhưng mà phiên thứ tư nó không, nó như thế này và nó sẽ kéo sâu hơn nữa, nó rơi sâu hơn nữa, nên anh em mình sẽ không giờ xác nhận ở cái phiên mà bùng nổ nó phải là phiên thứ tư, và khi mà nó kiểm test lại cái điểm này và nó rơi mạnh hơn, rơi sâu hơn cái điểm này thì đây mới là phiên hồi phục đầu tiên, kéo sâu hơn và nó hồi phục lại, thì cái nào sâu nhất là khi nó hồi phục đầu tiên. Sau khi phiên hồi phục đầu tiên thì có bắt đầu nó sẽ mình sẽ đếm phiên bùng nổ tối đa, thì phiên bùng nổ nào thì nó bắt đầu từ phiên thứ tư đến phiên thứ chín, những phiên thứ hai tăng vol nó chưa lớn lắm, để mình tăng cái này lên cho mình thấy rõ, nó mờ quá mình không thấy. Đây. Phiên đầu tiên phiên 1, phiên mình sẽ đánh dấu cho. Rồi. Phiên 1. Phiên số 2 này. Còn nó cũng không có biến động lớn, mặc dù nó tăng tới 270%, nên ý, còn cái này, phần trăm này là nó tăng này. Tăng 270% này. Phiên thứ 2 tăng 3.1%. Phiên thứ 3 này
chín thứ ba này nhé, chín thứ tư nó tăng tới 4.90 bằng 5% vol cực kỳ lớn. Đó là phiên thứ tư, thì là phiên đầu tiên luôn, là phiên bùng nổ thực đà, mình sẽ vào ở phiên này. Anh em ok chưa? Đó là phiên mình sẽ đầu tư mạnh ở phiên này. Cái phiên bùng nổ theo đà Phú là nó có cái đặc điểm gì Phú ơi? Phiên bùng nổ theo đà này em nói đó. Phiên bùng nổ đà nó thì nó sẽ là phiên từ phiên thứ tư đến phiên thứ chín. Và phiên bùng nổ đà nó phải có tỷ lệ tăng của thị trường chung nó tăng phải trên 100%. Tăng trên 100% vol lớn. À. Ừ. Ok. Ngay chỗ cái đồ thị vừa rồi á Phú, em thấy nó có mở gap lớn đó. Cái mở gap đó là sao ta? Mở gap là nó hồi mạnh thôi anh chị, nó tăng mạnh thôi, tăng mạnh. Nó xác nhận là thị trường nó tăng mạnh. Chứ không có gì mà chỗ này không có vấn đề gì hết. Gap lớn là chính ở gap mà khi ở dưới lên này thì mình sẽ xác nhận nó là đang rất là mạnh. Nhưng mà gap mà ở đỉnh thì mình xác nhận nó là đang bị đuối sức, cố gắng là kéo lên giá nó lên cao, đuối sức. Ha. Gap ở trên cao nó sẽ đuối sức hơn. Còn gap ở dưới đấy thì mình rất là bình thường, gap ở đấy là bình thường, xác nhận vấn đề xu hướng của mình càng mạnh là càng tốt. Đấy, xu hướng xuống mà nó tăng này mình nói là ít nhất là tăng 1-5%, thì nó tăng 5% thì rất là mạnh, rất là tốt, vol cực lớn nữa, điều đó rất là tốt cho mình để mình chọn cái phiên bùng nổ theo đà. Còn ở giai đoạn vừa rồi nó chưa rơi, nó mới rơi này, nếu mà nó rơi tính lên là để rơi mất một và phiên vũ thôi, một vũ thôi, kéo lên mà kéo hơi nhỏ là ra phiên vũ thứ hai này. Phiên vũ thứ hai nó có hai lần vũ này. Mà nếu mà lấy phiên này là phiên xác định phiên hồi phục đầu tiên thì mình tính ra thì sẽ không có cái phiên nào là phiên bùng nổ theo đà hết. À, anh em đi không có phiên bùng nổ đà, và khi mà không có phiên bùng nổ đà thì không xác nhận thị trường đi lên nữa, đã không có xác nhận thị trường đi lên thì mình sẽ không đầu tư, tại vì trong vòng 20 năm mà khi thị trường chứng khoán ngay cả nước ngoài và Việt Nam luôn, anh em đọc số sách thì của VMNL hay Mac Mini thì nó có phiên đều có xác nhận cái phiên bùng nổ đà, không có sách nào mà nói không có phiên bùng nổ đà, mà khi đã có phiên bùng nổ đà thì chưa chắc thành công, mà không có là chắc chắn là không thành công vậy thôi. Rồi, đó là cái cách để mình xác định đỉnh đáy của thị trường. Hỏi cô à. Quay lại cái chỗ mà hồi nãy cái đáy đầu tiên á. Kéo đi được tiền qua. Rồi. Đáy đầu tiên. À, đó. Nó trước cái cờ đỏ ngày đó đúng không, là nó có mấy cái cờ xanh á. Ừ. Trong này nó ghi ý là xuất hiện phiên phục hồi đầu tiên. Ừ. Phiên là chỉ cần một coi thôi đúng không? Đúng rồi, một coi thôi. Coi đã xác định là đấy nha, coi đó phải xác nhận là coi đấy, là coi này đấy này, nó lấy sau nhất. À, đầu tiên để cho mình sẽ không nhìn được cái này đâu, mình không biết được tương lai như thế nào. Giả sử mình đang ngày hôm nay thì mình nhìn thấy ngày này mình nghĩ là này mình chưa biết này là đấy hay không, đúng không? Nó có thể ngày mai rơi nữa hay sao, nên nó sẽ có ngày hôm sau thì mình sẽ nhận cái này là phiên hồi phục đầu tiên. À, thì mình sẽ đếm ngày tiếp theo. Đó, nó là phục đầu tiên thì mình đếm là đây là 1, 2, 3, thì cái ngày thứ tư là bắt đầu là phải có phiên bùng nổ thứ đà từ ngày thứ tư đến ngày thứ chín. À, mạnh đúng không? Đúng rồi, thì từ ngày thứ tư đến ngày thứ chín mà có phiên bùng nổ đà là ngày đó mình vô, nhưng mà ngày thứ tư không có. Ngày tư nó tăng bao nhiêu phần trăm? Nó tăng 0.27%. Bond nó cũng hơi tăng hơn, bond tăng hơn ngày hôm trước, nhưng mà và giá không đáp ứng. Ngày tiếp theo nó rơi mạnh luôn. Ngày hôm sau thì rơi mạnh. À. Rồi có ý nữa là phiên bùng nổ theo đà. Phiên bùng nổ theo đà là chỉ tính từ phiên từ thứ tư tới thứ chín. Thì ví dụ thứ hai, thứ ba mà nó tăng mạnh. Không mua. Rồi thứ tư tăng. Không mua. Đúng rồi. Phiên thứ tư thôi. Bắt đầu từ phiên thứ tư mới là bắt đầu là điểm mua. Đúng rồi. Nhưng mà vô trong đó mà nó không đạt tới phiên thứ chín là nó phải cắt.
nó tụt là phải cách đúng không? Không không không, khi đã vô được phiên Bình Hữu Đà thì xác nhận từ một trong các phiên từ thứ tư đến phiên thứ chín mà có phiên Bình Hữu Đà là mình mua một trong các phiên đó là ok. Khi đã có phiên Bình Hữu Đà xác nhận thị trường đi lên nha, có phiên Bình Hữu Đà là xác nhận thị trường đi lên. Đó, nên ngày tiếp theo nó sẽ là nó rơi sâu hơn này, nên mình sẽ tính lại từ đầu. Phiên này là phiên hộp hộ đầu tiên. Đó, thuộc tính lên lên. Đây mình sẽ tính một số cái như là tháng 8 cũng vậy, tháng 8 thì sẽ không có này. Tháng 8 nó tới phiên có khi nào giả sử như là hả? Khi nào giả sử như cái vị trí số 1 vừa rồi á, nó có 1, 2, 3 coi. Ba coi đó là nó cứ tăng mà nhỏ đúng không? Ví dụ coi thứ tư mà nó tăng, mình ví dụ tiếp đi. Anh em coi lại chung quá khứ đó. Nó khi nó rơi này, cái những cái đó này ha. Mình tính đây vẫn có khi một gỗ đè nhưng vẫn là rủi ro này. Phiên này tăng tới 1.8 vốn khủng đó. Nhưng mà rủi ro mình mua những cái coi này là rủi ro rất là thấp, thì trường đấy kéo đi lên, quyết định kéo đi lên rồi rủi ro rất là thấp. Rồi coi số đây, nó giống như vậy này, nó giống còn nó cái hình này đấy, bên này nó tính được này 14 phiên mẫu đà, nói một đội thứ đà đi lên đó à. Rồi, nhưng mà lớn là test lại một tí rồi nó mới chạy nữa. Anh em mình chỗ này nha, mình có nói chỗ này này, khi mà mình mua một cái phiên một cổ phiếu đẻ thì mình đã mua cái con nhỏ nhất rồi, thì cổ phiếu nó tăng từ 20 đến 30%, thì thường nó là mở 20 là mình giảm rồi, mình giảm sản lượng rồi, giảm cái khối lượng mình mua, mình lo mình giảm đến vì sao? Khi mà có bùng nổ đẻ thì nó sẽ lên và nó sẽ cân đối lại, nó cân bằng lại giá, nó ổn định lại. Thì khi đó nó sẽ có phiên điều chỉnh nó mạnh, thì khi đó ổn định lại xong thì nó sẽ xác nhận lại vấn đề là thị trường đi lên nữa hay không, thì khi đó mình sẽ coi một số mẫu hình nó đi lên nữa thì mình sẽ đầu tư tiếp. Còn khi mà xác nhận, khi mà có một vùng ngưỡng đeo mà mình mua mình giữ luôn thì nó sẽ có điều chỉnh một số mã, anh xem coi mình sẽ coi thì có rủi ro rất là lớn khi mà điều chỉnh nó, mình mua xong rồi nó rủi ro. Mình lấy một cái mã gọi mã cho cái đợt tháng 3 vừa rồi đó là mã SI ấy. SI là mã gọi là mã mạnh nhất của con sống được tháng 3. Đây, em coi. Đây là phiên phiên nãy mình tính là phiên này là phiên này, phiên này là phiên chính này. Phiên này phiên mùa nổ đà này. Là giá nó tăng này gọi là tím luôn rồi, nó tím luôn 6.79% là gọi là tím rồi. Khi mùa này thì nó tăng lên thì mình lo mình bán rồi để nó chờ nó ổn định, ổn định lại tính tiếp ha. Anh em toàn bộ anh em mình ổn định lại tính tiếp tất cả các mã. Đây là con đầu đàn này, con đầu đàn ở cái đợt tháng 3 vừa rồi, một số mã mình coi lại, một số mã nó sẽ thì giống như là nó xuất hiện tới đó, nó xuất hiện với cái đó này mà dài dài là nó rút cho chắc cú không, nó tăng đúng không? Cái đó mà xác nhận này cứ mua mình tăng từ 20 đến thường 20-25 là bán rồi, tại vì đa số là mình đã mở con đó rồi, ít khi cái mã nào lên cao nữa đó. Một những mã lên cao tới... nữa hả, đa số là đó số... quay đầu lên lên, lên lên hết lên hết ra mã, cái những mã mà mã mạnh là lên hết, tại vì sao? Những cái mã đó là những mã mà lái nó gom mạnh thì nó sẽ kéo giá lên cao để mà nó gom tiếp, và nó không có thể mà bán giá thấp hơn, nó bắt hàng, nên cái việc mà khi như vậy là nó phải lên, và nó khi mà lên xong á nó phải cân lại lượng hàng trong túi nó với lượng hàng bên ngoài, nó phải ổn định lại lượng hàng bên ngoài này. Hiện tại giờ ở ngoài nắm còn nhiều không, nó cân lại cái đoạn đó ổn định, nó kéo nó chỉ đi xuống để mà nó cân đối lại cái lượng giá ổn định là khi đó, ví dụ nó không cân bằng về cung cầu đó, cân bằng cung cầu là khi đó nó mới đầu nó gom là nó mới kéo lên tiếp. Ok, anh em nắm chỗ cái đáy này chưa? Nắm rõ cái đáy này nha, để cái đáy này là đáy rất quan trọng. Khi nó rơi thì anh em mình sẽ xác nhận được.
Khi thị trường chung mình đã có được một phi nhựa bó này, hai rồi này, ba rồi này, không này là mã tất cả banh mà. Một có thể chỗ này là thêm một này, chỗ này có kéo nhị lên thì tính hai cũng thể tính hai được, hay là tính này một được thì lấy hai rồi kéo lên ba này. Đó, đã có ba phi nhựa bó rồi thì thường nó sẽ có 3 đến 5 lần vụ kéo vụ bỏ, thì khi đó mình bắt đầu tính lại cái phiên bùng nổ tối đa. Một số anh em đây tính là 1-2 rồi, tính 2 rồi là anh em chỉ tính phiên bùng nổ đà ở đây, nhưng mà tính mãi không có cái phiên nào bùng nổ hết. Anh em để ý một số group người ta tính bùng nổ tối đa, tại vì đa số cái sách của VMUNEL á, một số map mini rồi á, thì nó người ta nói tới đường nhắc tới cái phiên bùng nổ tối đa. Nhưng mà để xác định được cái phiên nổ đã cũng hơi hơi khó, tại vì đối với mỗi tiền cái thị trường là có cái phần trăm nó khác nhau. Thì hồi trước đây á, là mình chỉ cần tăng lên khoảng 1.2% là mình đã xác định được nó là bùng nổ tối đa. Nhưng mà giờ đây á, muốn định được cái phiên nổ đã nó ít nhất phải 1.5% là mình mới gọi là nó bùng nổ tối đa. Nó tùy thuộc vào cái lượng vốn hóa của thị trường thôi. Cái thứ hai nữa, khi mà bùng nổ đà thì bắt buộc phải có cái nhóm dẫn sóng mà anh em đã nắm được về các giai đoạn cổ phiếu rồi, thì mình chỉ coi cái nguyên cái nhóm ngành của nó đang ở giai đoạn nào thì mình biết được nó có kéo hay không. Còn anh em ở giai đoạn 3 hết thì làm sao kéo. Rồi anh em hiện tại anh em coi nhóm dầu đi, nhóm dầu khí đi, dầu khí này thì hiện tại là giai đoạn 3, một số bạn bắt đầu nó có chuyển giai đoạn 2, mà nó thấy có chuyển giai đoạn 2 này, nhưng mà vấn đề về cũng muốn vượt qua những cái đỉnh này thì hiện tại hơi khó để mà vượt qua, nên vẫn hiện tại cũng đang phải chờ đợi thôi. Đó, gắt này nó vượt qua luôn rồi, vượt qua rồi, nhưng mà ra có để mà vào giai đoạn 2 đó thì mình cũng chờ thôi. Nó phải lên tích lũy thì khi đó mình mới có xu hướng, mới có cái mẫu hình để vào. Còn nếu anh em vào ra thì dễ bị cánh đầu đó, rủi ro mà không biết trước được tương lai. Và giai đoạn thị trường chung chưa xác nhận nữa. Đó, ngành dầu hiện tại đang chạy đó, toàn bộ giai đoạn 3 và nó vượt đến toàn bộ hết. Trong số này dòng này nó dòng này dòng động cơ. Đó, toàn bộ. Đó. Thì anh em nắm, anh em hiểu được cái quy luật chung này thì anh em sẽ rất là mình sẽ có được cái xác suất cao để mình đầu tư. Còn nếu mà không hiểu được cái quy luật này thì mình sẽ đầu tư với cái xác suất thấp và mình mong đợi, mình chờ đợi cầu nguyện nữa. Những cái điều đó thì rất là rủi ro. Rồi cái phần về xác định về đáy là anh em nắm hết chưa? Để mình qua cái phần về xác định về đỉnh. Còn nó đỉnh nãy mình nói luôn rồi. Đỉnh vừa rồi mình đã nói rồi. À, đỉnh thị trường khi đó thị trường rất là có những thông tin rất là tích cực. CPI rất khả quan, CPI về kinh tế vĩ mô rất là tốt. Anh em để ý trong quý 3, hiện tại quý 3 vừa rồi á, thì CPI cái đánh giá từ số tiêu chuẩn GDP của mình đó là âm 6.6 máy đó, sẽ 17% đó. Anh em có thấy rồi đúng không? Nhưng mà trong giai đoạn tháng 3 khi quý 3 đó, anh em đầu tư vẫn ok. Dọn lên tăng ào ào luôn. Đó. Thì nó đã thể hiện trước, đi trước cái kinh tế vĩ mô của trong nước mình luôn rồi, của nước mình. Thì khi mà các cổ phiếu nó ở giai đoạn đỉnh đó thì các phiếu đa số chạy nước rút. Và nó chạy nước rút đó nó mới tạo ra cái việc chạy nước rút của thị trường chung. Đó, những cái đoạn chạy nó rút như thế này, khi nó chạy đi ngang này và chạy nó rút á, là những đoạn này là nó các cái mã nó phải chạy nó rút theo thì nó mới kéo thị trường chung đi chạy nó rút đó. Thì anh em nắm được cái đoạn đó, và khi nó chạy nó rút thì anh em mới tính được cái phân phối của nó để mình biết được là nó đang phối như thế nào, tình hình phân phối như ra sao, thì mình sẽ định được về cái vấn đề đỉnh của nó. Ok, phần này anh em nắm được phần đỉnh đấy chưa? Cho câu hỏi cái Phú ơi. Chạy nước rút cái đường giá nó nằm ngang hay là cái đường xu hướng nó đi ngang sao?
Đạt hỏi lại đi, mình chưa nghe rõ Đạt. À, mình dấu hiệu chạy nước rút á, nó lại cái đó là cái giá nó đi ngang hay là cái đường xu hướng MA nó đi ngang vậy? Cái giá nó đi xu hướng đi lên, lên lên rất là mạnh. Nước rút là chạy đi lên đó. Ví dụ một số mã nha. Rồi cái mã nào ta? Bây HBG. giờ có gas đó, Đây, bây giờ HBG về. này. Hả? Chạy rút này. Nó có cái nền rồi, trước đó nó có cái nền. Và sau đó nó đi vào xuống tăng, tăng rất là mạnh, đi liên tục, tăng liên tục, đi lên. Gas em thấy nó cũng đang chạy nhất lúc thì phải. Không, cách nó vào vòng ba, nó chạy cuối vòng ba mà À. mình nhìn sẽ thấy nó rút, mà nó chạy không có nền ha, cái nền rất là lúng léo. Nó vòng ba nó chạy ở đây thì anh em coi đó, một số cái nó chạy lên lên đó, nhưng mà đâu có biết được nó như thế nào đâu. Nó chạy thị trường hiện tại đa số những người ta đang tập trung vào dầu, ta đổ về dầu thì chỉ lên theo hướng dẫn hướng nó thôi, nhưng mà khi thị trường chung mà giảm thì nó sẽ giảm theo. Cái này mình không biết được chứ, anh em mình đa số anh em cũng tập trung vào dầu, tại anh em mình nắm được cái mẫu hình của nó rồi, anh em biết rồi. Theo khi vòng ba nó sẽ có cái phiên siết chặt rất mạnh, siết chặt mạnh khi đó mình mua. Anh em mình trước nhớ cái đợt mà anh em mình đợt mà đầu năm là anh em mình không mua cho đồng ba, là đầu năm tới khi mà mua vào cái hướng á, anh em nhớ không, là một số anh em cứ vào hỏi mua dầu, mua dầu, mình không mua. Nói chung là mình không mua, mình biết nó cho đồng ba nó cứ kéo lên kéo xuống này, mình ở dòng này này, đầu tháng 1 này anh em nhớ không, đầu là mình đã vô đồng ba rồi, khi nó chạy rút xong là vô đồng ba này, toàn bộ chạy đồng ba hết, không có toàn bộ dầu vô đồng ba hết. Hả? À, có mẹ này mẹ này mình lộn, chạy lại đồng hai này khi nó lúng mà mình chạy lên. Nó chỉnh lại đó, nó về đồng ba đó. Đỉnh lên kéo lên thôi đó, kéo lên đỉnh xong kéo nó đi lên xuống, lên xuống, lên xuống đó, toàn bộ lên ba hết. Nếu anh em rõ cái đoạn này thì nó đang còn đồng ba hết, mình không đầu tư nên là như vậy đó. Em để ý, nếu mà anh em khi mà vào đó, anh em mà không, mình không muốn là anh em mua như vậy đó, là khi đó mình cũng nói anh em là chờ dầu nó đang làm rất là mạnh. Tại vì sao, khi mà cái nó kéo như này này, nó dụ bỏ như này này, thì đa số là nhỏ lẻ nó bị bung hết, bung nó chết trên này hết, chết này hết. Và khi nó siết chặt lại như này, nó chạy nó siết rất là chặt, thì có một số phiên nó siết chặt, mà nó siết chặt không có lúng, và khi đó nó sẽ bung, và khi đó mình mua, mình vào là siết chặt, mình là mình vào liền. Thì mình nói một chút, hôm trước mình có nói anh em là mình cứ đợi chờ đợi cái dầu nó siết chặt là mình vô, nhưng mà thật sự nó không siết chặt được, dầu hiện tại nó không siết chặt được thì đó mình chịu thôi, mình không vô. Và khi mà siết chặt được là mình vô. Một số cái mã nó còn giữ sâu hơn đấy nữa, sâu hơn những cái đấy trước nữa, như đấy này, thì khi nó có một cái viên nó sử dụng sâu hơn đấy này, nó kéo lên. Đó là coi như là hôm trước mình đã chia sẻ rồi mà, ở giai đoạn 3 đó, như thế nào giai đoạn 3 đó. Tiếp tục đi. Ok ông Đạt, mình nhìn nhận được vấn đề về chạy nước rút nha. Lúc rút là nó đi giá đi lên, đi lên rất là mạnh. Rồi, cảm ơn Phúc. Rồi, chỗ này anh em có thắc mắc gì nữa không? Ba phần mới, tại vì này mình sẽ qua phần mới đó. Phần nào mình chốt phần đó là cho anh em nó dễ nắm được phần đó, mình hỏi đi hỏi đi hỏi lại nó mất thời gian. Hồi lại nó mình phải quay lại nữa đó, thì mới qua phần này anh em nắm được cái phần này đỉnh và đáy. Đó là cái yếu tố đầu tiên để mình xác định về thị trường nó đang ở giai đoạn nào.
anh em cứ hỏi tự nhiên thoải mái, đừng có không có ngại. Ok, giờ mình sẽ qua phần mới nha, tiếp theo nha. Thì phần theo đó là phần về các cái mẫu hình. Thì hôm nay mục tiêu của mình chỉ cần tập trung vào một mẫu hình đi lên thôi, một của mình duy nhất thôi. Là cái mẫu hình này mẫu hình quan trọng. À, nếu anh em mình nắm được cái mẫu hình này thì vấn đề đầu tư của mình sẽ gọi là cái xác suất thành công sẽ càng cao. Mình đi từng bước như anh em nắm được về giai đoạn thì anh em sẽ thể đầu tư có một phần lợi nhuận cao khi mình không có thời gian nhiều, nhưng mà khi anh em đã nắm về về đỉnh đáy của thị trường đó thì anh em sẽ có thêm hiểu về thị trường chung nó như thế nào và tại sao những cổ phiếu nó chạy như thế nào, thì em có thể tận dụng về các giai đoạn để mình đánh giá về các cái nhóm ngành nó chạy như thế nào ở trong một cái cơn xu hướng chung của thị trường, thì khi đó mình có thể mình xác định được cái điểm mua bán ra vào. Và khi mà anh em đã nắm được phần đó rồi thì phần tiếp theo đó phần mẫu hình, thì khi anh em đã vào đúng cái mẫu hình thì việc thành công nó rất là hiệu quả rất là cao, thì nó thường nó phải nằm ở cái mức độ mà thành công là phải 90%, khi mà mẫu hình ok rồi là thành công 90%. Thì để mà xác nhận được điều này anh em cứ việc mà mình vào mình sau khi học mẫu hình đó, anh em khi mình sẽ lập lại tất cả các mã nó có mẫu hình mà không thành công thì anh em phải lập điều đó để mình đánh giá được là ủa cái mẫu hình này không thành công rồi, nó cho thị trường vẫn có chạy mã này tại sao nó lại không thành công, thì anh em thấy mình học được lý thuyết là mình sẽ dựa trên lý thuyết đó mình lặp lại quá khứ, mình dò hết tất cả các cái mã trên thị trường thì mình đánh giá được liệu cổ phiếu đó tại sao không thành công cái phiếu đó. Thì đa số không thành công là do thị trường chung nó đi chỉnh mạnh thì nó sẽ chỉnh nhẹ hơn. Những cổ phiếu mà mình đã chọn đúng mẫu hình rồi thì những cổ khi mà thị trường chung nó chỉnh mạnh á thì những cổ phiếu đó sẽ chỉnh nhẹ hơn, không có chỉnh quá mạnh đâu. Thì đầu tiên á, mẫu hình đầu tiên là mẫu hình xu hướng đi lên, thì ở mẫu hình xu hướng đi lên á thì cái mẫu hình này á, là mình còn phải xác định được cái xu hướng thị trường chung, thì nó 80% là nằm ở thành công là khi mình xác định được cái nhận biết được cái xu hướng của thị trường chung nó đi lên như hay là như thế nào đi xuống, thì mình khi đó mình mới có việc giải ngân thì mới thành công. Còn khi mà đã có cái mẫu hình nhưng mà đang ở xuống đi xuống thì cái việc thành công của mình đã giảm đi một phần rồi, nên bắt buộc 80% là thành công là nằm ở việc xác định thị trường chung lên đi xuống. Ở giai đoạn đầu của cái này, cái dòng đầu á thì thì phải có một vài phiên có sự gia tăng về giá và khối lượng ở dòng đầu này, nó sẽ có gia tăng, nó hơi lỏng lẻo, anh em để ý lỏng lẻo và có giá không lên được. Việc lỏng lẻo như vậy á, khối lượng này lên xuống rất là nhiều, thì việc mà lên xuống như vậy á là chứng tỏ là do lẻ đu bám rất là lớn, nó lẻ đu bám nhiều, và khi mà nó siết lại nó siết lại thì sau đó nó sẽ có một phiên bùng nổ, xong nó siết lại này, cái lượng vol nó hơi giảm, xong một phiên siết lại cái vol vol nó giảm xuống, vol đi giảm đi xuống này, em để ý những cái đoạn nó siết lại thì vol nó đầu đi giảm xuống, bắt đầu có xu hướng giảm rồi, và nó có cái vol lớn như này vượt qua cái đỉnh trên này thì mình sẽ ra là phiên mua, mua mua mạnh ở phiên này. Một số anh em có thể mua ở phiên này nhưng thời gian mình sẽ đợi đợi hơi lâu hơn so với cái thị trường, những phiên này mình sẽ đợi mất thời gian nhiều, thì mua ở phiên này sau khi mà có cái việc chủ bỏ và phiên siết chặt này, vol này còn hơi lung léo này, những cái vol này nó về mức trung bình rồi, đang về mức trung bình rồi đó, nó có một cái vol cao thôi, thì những cái vol mà sau mà nó sau khi nó siết chặt á, nó có một số cái vol cao á là chứng tỏ dòng tiền lớn, có dòng tiền lớn. Khi nó kéo giá này á, nó kéo giá lên á, thì anh em nghĩ tại sao cái này kịch cung rồi mà kéo giá lên này có vol lớn, anh em có bao giờ thắc mắc tại sao không? Nó khi đã kịch cung rồi nhưng mà kéo lên tại sao vol lại lớn, đa số anh em thì có thắc mắc ở chỗ này không? Tại vì hiểu như này thì anh em sẽ nắm được, đa số người sẽ không hiểu ở chỗ này, người ta cứ nghĩ là vol lớn do cái nguồn cung,
Nhưng mà thực tế cái lượng này là chính là cái lượng lái nó tự mua tự bán, nó tự mua tự bán để chi, để nó chất, nó kích cầu, nó kích những cái kích lượng mà lượng ở dưới này này ta bị kẹt ở dưới này và nó rũ bỏ dưới này, người ta không bán, một số người sẽ bán cho nó, một số người không bán thì nó sẽ kéo lên mà nó rũ tiếp sâu xuống, là những người đó còn là những người mà gọi là cứng cửa thôi. Cứng cửa người ta sẽ thấy nó lên không lên, mua một cổ phiếu mà cả tháng trời mà không lên mà cứ toàn xuống, lên thì lên có 1-2%, đến xuống xuống lên xuống 2-3%, nên nó lên lại đó. Thì khi mà nó cổ phiếu mà nó hồi lại á, là người ta sẽ bán, và đây là những cái coin mà nó kéo lên mà nó kích cầu, nó kích cái lượng lượng cung nhé, kích lượng cung bán ra, nó kéo lên nó sẽ mua toàn bộ nó lại, mua lại nó kéo lên một tí nữa nó mua toàn bộ nó lại nữa, là sau đó một số người là không mua ở những đồng cao này sẽ không bán, không bán một số người vẫn còn cứng cửa ở chỗ này mua được giá thấp này không bán, thì nó sẽ dụ cho nó giảm từ từ từng ngày cho mày bán hay không, bán hay không. Và một số người mua đúng điểm, rủi ro cho anh em mình mua đúng điểm á, rủi ro mà mình cắt lỗ á thì nó sẽ thấp hơn những người mà mua không đúng điểm. Khi mua những cái điểm như này này thì khi nó giảm á, là mình sẽ gọi là hòn vốn, khi giảm âm 4% thì buộc mình phải bán 50%, khi giảm 7% thì buộc mình phải bán hết toàn bộ. Và khi nó có phiên phục hồi, phiên phục hồi để cho mua này, nhiều khi mình bán chỉ bán 50% thôi, mình vi phạm 50% thôi, không có dám vi phạm sâu đâu, thường là như vậy, đa số là mình chỉ vi phạm chỉ bán 50% thôi. Sau khi nó giảm xong, nó có phiên phục hồi mạnh, nó phục hồi này nó phục hồi lên và nó có phiên bùng nổ mạnh, thì đó là phiên mua mạnh, phiên mua chính thức của nó luôn, à giá sẽ đáp lại lên. Đây là cái mẫu hình mà đa số các mã nó sẽ chạy theo cái mô hình này. Đây là mẫu hình nền trồng nền. Hả? Sao em? Đây có phải là mẫu hình nền trồng nền không? À, cũng còn giống như là trên nền, nhưng mà nó mình nó tương tự nhau các mô hình mình đã nói rồi. Thì dần anh em nắm một cái mô hình này thôi thì anh em sẽ nắm được toàn bộ các cái mẫu hình khác. Nó tương tự, nó giống vậy, nó đi theo quy luật cung cầu thôi, về tâm lý thôi, nên mình tất cả các mẫu hình thì mình sẽ diễn giải về tâm lý của cung cầu cho anh em hiểu được nó đang xuống nó đi như thế nào. Đó. Thì hiện tại nó có nền này trên nền này, nhưng mà cái nền nền năm đến đến 10%, thường là mỗi nền sẽ lên 50%. Đó. Một số thì anh em mà có cái bài sau thì cái gọi cái nền này là cái nền rũ bỏ nền này, vì cái nền có rũ bỏ thôi, nó tạo cái nền mới phiên này, ba ba bốn phiên này đã có vụ bỏ đó, mình sẽ đi lên. Rồi mình sẽ lấy một số mã, DG new. Đây, sau này có cái nền này, nó có cái nền và nó lên, cái đoạn lên nó là từ 4 5 phiên nha, anh em nhớ là lên từ 4 đến 5 phiên, tránh bị hiểu nhầm với một số cái mẫu hình khác. Mẫu hình khác nó sẽ lên rất là dài ha. Còn cái mẫu hình về mình xuống đi lên này, mẫu hình này, mẫu hình số 1 là nói chung là mẫu hình nó gọi là mình tổng hợp của tất cả mẫu hình khác. Nếu anh em hiểu được mẫu hình này nó sẽ giống như là tổng mẫu hình khác, mẫu hình này lặp đi lại rất là nhiều. Và nó lên từ 4 đến 5 phiên. Ha. 4 5 phiên sau đó nó vũ rất là mạnh. Và nó sẽ có cái phiên phục hồi trong khi mà những cái nền trước nó siết chặt về lượng cung. Siết chặt về lượng cung siết chặt. Sau khi có cái nền này xuất hiện cái nền, lượng cung siết chặt. Và có phiên bùng nổ, giá lớn tăng. Tăng. Ở đầu mình có thể mua ở đoạn này, tại vì mình không hiểu được mẫu hình nó là mẫu hình nào thì anh em mình sẽ mua ở điểm này. Sau khi mua điểm này thì nó lên là lợi nhuận này. À, những cái mẫu hình này thường là mình sẽ bán khi mà nó đạt lợi nhuận từ 15 đến 25%, những mẫu hình từ 4 đến 15 phiên. Cái gì? À, từ
cũng có cũng 4 15 phiên có đó. Thì ở đây mình nó lên khoảng 15 20% 10 có thể 15% thì mình đã bắt đầu có xu hướng định bán ra với cái nền mà ngắn như này. Những nền ngắn. Sau khi bán ra xong á thì thường nó có cái vụ bỏ. Vụ bỏ rồi sau đó nó có phiên mua chính lại thì mình sẽ mua. Thì cái những cái mô hình mà nó có cái dạng vụ bỏ này á, xu hướng đi lên này thì anh em mua thì rất là cao. Em biết lý do, một phần lý do nữa tại sao nó lại tăng cao không? Một phần nữa là nó thu gom lớn, lượng lái nó thu gom lớn rồi. Và nó khi mà nó lên như này nó không đủ thời gian để phân phối. Những cái mẻ này phân phối thời gian anh nghĩ thứ 4 năm phiên phân phối sao kịp. Không kịp phân phối. Và mình biết được cái điều mà cái yếu của nó là không phối không kịp, mà nó ráng có vấn đề để chi? Vấn đề để nó gom hết toàn bộ những thằng ở phía dưới này. Mà còn những thằng cứng đầu á, còn những thằng mà yếu muốn vía ở đây là lãi 50% là đã mua hết rồi, đã bán hết rồi, bán hết cho nó rồi. Còn lại những thằng mà gọi là cứng đầu nó đề cho bằng cái giá cũ. Sau đó lượng cung này anh em coi lượng con khi mà nó đề này, à, hết lượng cung đó là sẽ bắt đầu kéo lên lại, phục hồi lại, mua lại phiên này phiên chính. Rồi. Ok, đó cứ giảm này chạy thôi. À, mình lấy một số mã nữa. DHC. Đây, nó sẽ có cái này. Nó có cái nền. Trước đó nha, mình nói có cái của nền, trước đó nó sẽ có cái nền. À, và sau khi mà mình xác định được thị trường trong đi lên này, đó, mình sẽ xác định được cái nền của nó. Nó cũng giống như mô hình nền trên nền, nhưng mà nó sẽ khác một số chỗ. Những mô hình sâu thì mình sẽ nói có mô hình nền trên nền hết. Đó, thì nó sẽ có phiên bùng nổ kiệt cung ở đây, kiệt cung ở phần cái này đầu, ở thương á, ở dòng đầu á, nó sẽ có sự lung lắc, hơi có sự lung lắc tại vì nhỏ lẻ vẫn còn, mà nó sẽ có sự lung lắc thì vol nó này cũng hơi có sự biến động và sau đó nó siết chặt lại rồi vol nó siết chặt lại. Thì bắt đầu sẽ có những cái phiên nó tăng giá sau nó có dự bỏ và sau khi phục hồi lại thì phiên này là phiên đây mua phiên này. Mặc dù những phiên này đâu có dấu hiệu cuộc đỉnh, mình bond nó không có tăng thì mình cũng không mua. Để nhiều khi rủi ro nó còn quay xuống nữa nha anh em, đấy nha, một số này nó nổ áo nó sẽ quay xuống nha, số này nó quay xuống tiếp á, quay xuống tiếp đấy, tại vì nó khi lên này nó thấy lượng này nó không đạt thì nó xuống nó test lại cái lượng này, nên nhiều khi lên này mình không mua. Và khi nó có nhiều việc vượt qua này vol lớn là mình sẽ mua, vượt qua vol lớn cái là cây mua. Thì sau khi mua xong là nó chạy thôi. Nên khi có những mô hình này là mô hình gọi là gặp lại rất là nhiều luôn. Hôm trước có một cái mã đã GIL nằm ở giai đoạn 3, phải ghi chúng ta đây, nó có một cái nền nhỏ ở trước này, cái nền nhỏ này nó kéo lên này, nó dụ bỏ này, và cái này là mua này, mua là ăn này. Nhưng mà Phú không thấy cái điểm mua của nó luôn Phú. Cái mã nào? Cái chỗ mới nói luôn á, mình gửi là luôn, mình đâu có thấy cái điểm mua nó đâu. Cái vol nó cũng đâu có lớn đâu. Cái này là điểm mua sớm. Điểm mua sớm mình có hai loại, là một điểm mua chính và một điểm mua sớm. Cái điểm mua sớm này anh hiểu được cái mô hình nền nó sẽ có dự bỏ này. Dự bỏ cái lượng này. Thì anh em có thể xác định, nếu anh em không nắm được mô hình nền thì anh em xác định mô hình đấy của nó. Mô hình nền nó test đáy lại thì đường này mình coi cái vol này, giữ cái vol như này. À, thì nó có thực hiện cái cung này. Thì nó có phiên phục hồi. Đó, có thể mua sớm ở đây. Cái điểm mua chính thì nó không có rõ ràng điểm mua chính. Không vượt qua vol lớn mà không vượt qua hết này. Một số anh em có thể mua ở đây này. Nhưng mà nó là ít, tại vì khi thị trường nó lại có xu hướng chỗ này là có phiên phục hồi mà. Chỗ này có xu hướng phục hồi của thị trường chung thôi. Chứ chưa xác nhận xu hướng tăng. Nên em có một số anh em mua ở đây có thể mua được. Lúc mà không biết anh có anh ở đây không ạ? Có mã giai đoạn 3 luôn, một mã ở giai đoạn 3 nữa, mã B10 thì mình cũng có thành công của mã này nè. B10. Em nhớ không, anh em nhớ hay không?
Đây. Sau khi nó chạy có cái nền này, có cái nền hơi dài thì nó sẽ kéo lên. Đó, mình nói là từ nãy mình có nói là trong cái thiêu các phim bùng nổ này thì nó phải có từ 3 từ 4 đến 5 phiên. Nó kéo ngắn thôi nha, anh em đừng để kéo nhiều. Nó kéo nhiều là nó vũ xuống là đó là nó rơi đó, không phải là nó lên đâu. Nó kéo từ 3 4 từ 1 đến 5 phiên. Anh em nhớ từ 1 đến 5 phiên, nó kéo lên từ 1 đến 5 phiên. Thì nó sẽ có chịu bỏ. 1 năm phiên nó chịu bỏ. Chịu bỏ sau đó nó sẽ có cái phiên phục hồi là khi đó là mua là ok. Và phiên này nếu anh em mình mua á, em để ý nhớ cái đợt mình mua nói không? Vượt đỉnh là bán. Vượt đỉnh là bán, tại vì sao? Nó đang vào đầu 3. Dòng 3 anh em nhớ cái vượt đỉnh đó nè. Vượt đỉnh là bán. Đó, vượt đỉnh là bán. Mặc dù nó chạy lên nữa này, nó còn chạy nữa này. Đó thì không ai biết được. Nói chung là nếu anh em hiểu mô hình thì không biết được là sao nó lên trên này nó thì không biết được. Vấn đề về đó của nó thôi, còn khối của nó thì nó quấy nó kéo thôi. Đó, nên anh em đa số anh em mua này là mình sẽ ăn 20-25% cái đoạn này. Thì mình ăn đoạn này rất là nhiều mã này. Mã nó SBF. SBF. SBF này nó không có kéo lên nhưng mình không rõ đấy, chỗ này không rõ, không rõ lắm. Nhưng mà thì mình vẫn ăn ở điểm này. Còn anh ở đoạn này được. Em nhớ cái đoạn này anh em cũng có anh cái đoạn này này. Mua sớm này, có thể mua sớm này. Mà không rõ, nhưng chỗ này nó sẽ không được rõ lắm. Nhớ AAS có hay không? AAS thì hơi nhỏ cái này. Con này không rõ. AS thì nhớ anh em mua ở đây và anh em bán cái này. Nếu anh em hiểu được cái này là mình mua lên là bán cũng được. Nó kéo cái đầu tiên nó kéo này. Nó kéo lên từ 4 đến 1 đến 5 phiên. Sau đó nó giữ bỏ và mua lại. Đợt anh em mua lại cái đợt này, anh em mua mạnh ở đợt này này. Nhớ là anh em mua ở đợt này. Đây này. Em nhớ không? Thì mình nhớ không? Không biết có nhớ hay không à. Anh em mua ở đợt này rất là nhiều này. Đúng không? Anh chị em mua ở đợt này rất là nhiều. Nhớ nha. Đó. Nên anh em hiểu được mẫu hình thì nó cứ lặp đi lại, và anh em hiểu được cái tâm lý của đám đông thì nó cứ nhiêu đó thôi, năm nào qua năm khác nó nhiêu đó thôi. Mà ở ngoài kia người ta không có vượt qua được cái bài thi về tâm lý, người ta không hiểu thì cứ năm này năm khác nó cứ lặp đi lại nhiều quá suốt. Bạn NKG. NKG. G ở chỗ đây thì nó hơi nói này, kéo lên nó vũ này, nó có hơi nền ngắn trước, kéo lên xong mới vũ. Cái này thì nó reset cho thị trường chung thôi, này mình không có nói được, nó giảm cho thị trường chung giảm mạnh, nó thấy rơi mạnh thôi. Cái nền này thì nó hơi nhỏ, nó giống lại, nó hơi tương tự. Lắm. Đây này nó chỗ này nó hơi con khó thấy cái nền trước này. Nền trước nó hơi mình nó không có cái phiên bùng nổ mạnh lắm. Không có phiên bùng nổ để mình thấy xác nhận được phiên bùng nổ. Mà nó có phiên vũ bỏ thôi. Và sau khi vượt thì cái này nó giống mẫu hình thấy thôi chứ còn không phải là rõ lắm. Lấy một cái mã khác. Anh em nhớ này, này có cái nền lên, nó có cái lên cái xong nó có từ một hai phiên gì đó, sau đó nó giảm mạnh này, rồi nó có hồi lại, có cái lên tiếp mua cái này, nó có thêm một cái đòn vũ thêm lần nữa thì nó rất là mạnh. Thường anh em mua đây thì mình sẽ đợi thôi, không vi phạm thì mình không bán. Thì đa số là thường là nổ cái này xong nó chạy, có nó có phi vũ rồi, nó sẽ chạy.
mà cái này nó thì nó hơi giống cái mã, hơi giống cái vai đầu vai ngược thôi, mẫu hình vai đầu vai ngược thôi. Thì đa số nó sẽ có một cái mẫu hình chung thôi, anh em nắm được mẫu hình chung này là các mẫu hình khác nó sẽ đi theo mẫu hình này giống vậy hết, nó không có cái gì khác hết. Nó sẽ có một số cái về hình dạng nó hơi khác thôi, về tâm lý của cái mã nó sẽ hơi khác thôi, và mình sẽ nói phần sau. Anh em nắm được cái mẫu hình một thì các mẫu hình sau giống hết, toàn bộ giống hết, nó không có cái phiên vũ bỏ và phục hồi cái xong lên chạy. VND VND có cái nền xong vũ vũ mấy bạn này nó sẽ không 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 rõ đâu, bạn này nó sẽ giống mẫu hình khác hơn, nhưng mà mình nói cho nó đúng cái mẫu hình mình. Đây BR này, sau khi vũ bỏ này, hơi kéo giá này, này nó vũ bỏ lên, xong nó vũ bỏ xong lên, đây này, và vượt qua cái là còn lớn cái là mua, đó, toàn bộ hình hết, nó đi lại toàn bộ. Tại thường những cái đoạn trước này mình sẽ không bỏ qua, mình mua không được. Mặc dù mình thấy cái nền này mình mua mà mua không được, chờ vô bỏ thường mua lại cái này, sau này mình thấy cái mẫu hình trước đó mình mua, mình thấy nó cái đường nền này chỉ nó kéo rất là dài, trong khi cái mẫu hình của mình đó là mình đã nói là từ từ 1 đến 5 phiên thôi, khi nó lên thì có từ 1 đến 5 phiên nó lên lên hoặc nó đi ngang, sau nó sẽ vũ từ 1 đến 5 phiên. Anh em nhớ 1 đến 5 phiên vũ vũ sau nó có cái phục hồi vượt thì lúc đó là lúc lên đầu là thành công thôi. Cái mẫu hình này là thành công 90% đó. Anh em nắm được mô hình này là thành công 90%. Trong bộ mô hình trên thị trường là 90% là nó đi theo hình này là thành công đấy thôi. Mô hình là 1 3 phiên vũ bỏ này, nó được rồi, lên được 3 phiên vũ này, vũ đi nó cái xích lại này. Xích lại nó có cái phiên vượt qua là mua này, vượt qua cái nền nó là mua, xích lại sau khi xích lại thì con nó kiệt và vượt qua là mua. Anh em nhớ là 1 đến 5 phiên thôi nha, sau khi nó lên là nó lên 1 đến 5 phiên thôi và nó xích lại, nó giảm xích lại lên, tại vì sao cái này dài, tại vì cái này nó lý cũng có cho lý nó vào nên nó hơi biến động về giá nó kéo dài hơn chút, và sau đó siết chặt lại thì cái đó vào. Ở đoạn trước này anh em thấy ha, lên 1 phiên siết lại lên, nó cũng như đó thì lặp đi lại như đó thì đi lại, tâm lý lúc nào cũng vậy, cũng như đó thôi. Anh em nắm được cái này là cũng như đó thì đi lại thôi. VG là một số mã mà anh em thành công. Này không rõ lắm, này hơi hơi ấy thôi, nó phi bùng nổ không rõ lắm, cái này nó có cái việc giảm này, nhưng mà là nó phi nó vượt nó không có rõ lắm, nó lên đến này mà không rõ lắm. Nếu mà em phải theo chi tiết thì mới nắm được cái mã này, một số này mà không nắm chi tiết thì không mua được mã này. Nắm chi tiết theo từng mã mà thị trường rất là nhiều để mình theo rất là nhiều mã luôn, rất khó. Rồi không ta, rồi sau khi nó bùng nổ này lên 1 3 phiên vũ đó, lên chạy hình này rất là nhiều luôn. Em nhớ một hình này nhà là ok rồi. Anh em có thể bắt cái đoạn cái một hình này không? Em nói giùm anh cái khái niệm mà siết chặt với lỏng lẻo, thế nào gọi là siết Rồi. chặt, thế nào gọi là lỏng lẻo, là mình nhìn cái nến hay là mình nhìn cái vol?
mình nhìn giá và cái von mình có thể gọi là một phần thôi, cái von là mình để đánh giá về cái von đó là nó biến động nhiều hay không, đó là một phần. Cái von đó nhỏ nó ít hơn, nó ảnh hưởng ít hơn, mà tập trung về giá chút, giá nó lên xuống này, biên nó mở biên ra, cái biên nó mở cái biên này từ trên xuống dưới này mở biên rộng, sau nó giảm hẹp lại và nó sẽ bung. Tôi sẽ nói về một số mẫu hình, nếu anh hỏi về này thì nói luôn tại sao một số mẫu hình nó sẽ đi theo cái anh em có nhớ cái có biết cái mẫu hình VCB không? Nếu em đọc sách thì có mẫu hình VCB là mẫu hình siết chặt, mẫu hình thu hẹp. Mô hình VCB nó như thế này. VCB. Mô hình VCB là giống như này này. Sau đó khi mà nó có một cái đợt điều chỉnh mạnh. Sau đó nó sẽ siết chặt lại hơn. Cho nó siết chặt lại hơn nữa. Sau siết chặt lại hơn nữa. Thường cái đoạn mà đoạn này này nó nhỏ hơn khoảng 10% là lần đã bay, là mô hình siết chặt lại như vậy đó. Cái biên của nó thu hẹp dần, biên hiện tại nó lớn này, lủng lẻo này, sau đó thu hẹp dần và nó sẽ bung. Tại vì sao nó lại có cái sự biến động này á, là khi mà một số cổ phiếu á nó khi mà nó tăng nó có một xuống tăng mạnh rồi á, đã có một xu hướng tăng trước đó là khoảng 30% rồi, thì khi mà nó giảm á thì giảm rất là sâu, để cho cái lượng hàng bị nhốt cái này phải bán rồi, nó thường sâu hơn trên 30% luôn, nên đa số mình sẽ không mua những mã mà sâu hơn 30% là mình không mua là giả đó, là nó sẽ có phiên hồi, tại vì cái thời gian mà nó hồi này, cái nền này nó tê kết rất là dài, mình không biết dài bao lâu đó, rất là dài, và nó sẽ phục hồi sau đó nó sẽ kéo sâu hơn cái điểm đó chút, sâu hơn đó, sau nó không nó hồi chứ sâu hơn. Anh em về biết về cái cốc tay cầm á, nếu anh em hiểu về cốc tay cầm thì nó giống vậy, cốc tay cầm, nhưng mà đa số Việt Nam ít rất ít cốc tay cầm, và trên khi đó tất cả ở ngoài các cái kia người ta vẽ rất nhiều cốc tay cầm, người ta vẽ rất là nhiều luôn, người ta ở ngoài kia người ta vẽ rất nhiều về cốc tay cầm nhưng mà không hiểu quá, tại vì cốc tay cầm ở cái này nó thường cốc tay cầm ở Việt Nam mình số chuyên gia người ta vẽ nó thường lớn hơn 10%, đa số đó 10%, và nếu 10% thì nó phải siết lại tiếp, nó sẽ rơi xuống hoặc siết lại tiếp, nên nó không có là có cái mô hình cốc tay cầm là như vậy. Anh em hiểu được cái mô hình cốc tay cầm là sẽ không hiểu được, không sẽ không thấy các chuyên gia nó vẽ toàn vẽ cốc cầm mà cái đáy của cái cốc này sâu nữa nó đầy lên luôn, và việc đó nó có lên được, và nhà lý đu bám cái này rất là nhiều. Khi mà nó siết cái này nhà lý nó không còn ít lắm, tại khi lên mỗi lần lên là giảm xuống, mỗi lần lên giảm thì những nhà lý dưới này là bán rồi, cứ lên là người ta lo bán rồi, mà nó giảm xuống nó không biết đấy ở đâu, giảm xuống là người ta lo số mua được đó thì sẽ là lo bán, và một số mà người ta giữ giá ở phần trên này thì người ta sẽ bị tâm lý rất là mạnh, người ta lo bán ở những điểm đó. OK, mẫu hình siết chặt này như anh Bảo vừa hỏi đó, thì anh Bảo nắm được chỗ này cho anh Bảo. Rồi anh nắm sơ sơ rồi. Cái nữa này anh hỏi về cái đề về giá biến động, thì thường mỗi cái lên này, mỗi cái mà nó lên á, thì ở giai đoạn đầu ở mỗi cái khúc lên này, ở giai đoạn đầu của những cái em nói một cái mẫu hình nào đi.
HPG đi. HPG là team mình anh cái này cũng đậm lắm rồi. Sau khi này, sau mà khi một con lên á, nó lên lại nó ổn định về về biên á, thì thường những cái cây ở đầu đầu thì xác định về cái nền, những cái ở ở đoạn này nó sẽ biến động lớn hơn, à, giá lên giá xuống biến động rất là nhiều, sau đó bắt đầu nó có sự siết chặt lần, siết lần lên xuống này, kéo lên này, siết xuống này, mình để cho nó vậy này, đúng rồi, kéo xuống dưới này, hôm nay chị thấy chưa rõ đâu. Để đây biên giá này 14%, sau đó nó tiếp tục siết tiếp, siết còn 5%. Chỉ còn 3% là nó có thiên thiên như này vũ bỏ này, cái đợt này là vũ bỏ sạch hết luôn này, và nó sẽ có phiên tăng này. Cái này không không rõ về cái việc như này, em lấy một ví dụ khác này. Cái này nó còn có cái việc thu hẹp vậy đó, thì nó thu hẹp biên lại là giống như là em hỏi đó, thế nào là thu hẹp biên, là cái biên này nó sẽ giảm lại, giảm từ từ lại. Đây dạ này, biên nó lớn này. À, biên nó kéo từ trên này cái xuống kéo này, à, biên nó hơi lớn ở giai đoạn đầu. Sau khi đó từ cái ngày này, từ cái phiên đỏ này đến cái phiên này, biên nó giống như một cái đường luôn, nó gần như là một cái đường luôn, thu hẹp sát luôn, là lượng cung của nó rất thấp à, rất ít đó, lên đó là thuật biên. Ok cho anh chị em. Rồi, ok em. Quang giờ mới thấy tin nhắn của Quang này. Quang hỏi một vấn đề đó, hỏi này. Bây giờ mình mấy giờ này? Đó, mình dành thời gian lại để cho anh em mình trao đổi. Tiếp tục trao đổi rồi cái mục tiêu của mình là hôm nay mình chỉ cần nắm được cái giai đoạn cái mẫu hình 1 thôi. Anh em có thắc mắc gì chỗ này không? Còn Quang hỏi là mình coi tin nhắn này. Em tưởng đếm phân phối giới hạn trong 25 phiên gần nhất hay là dài hơn? Đếm phân phối mà đếm ở giai đoạn nước rút nha, thị trường chung chạy nước rút là mình sẽ bắt đầu đếm phân phối, và phân phối này nó kéo dài từ 1 đến 3 tuần à, tùy vào cái thị trường chung nó chạy bao nhiêu nhóm, thì nó chạy nhiều nhóm thì thời gian nó kéo dài hơn chút, có thể qua 4-5 tuần. Và khi nó phân phối, nhiều khi nó vô dòng blue chip thì nó khi mà đã xác định được phân phối rồi á, thì nó phân phối lên tới số dòng về blue chip nó kéo dài khoảng 3 tháng nữa. Nên nếu phân phối mà đếm ở giai đoạn đầu thì nó từ 1 đến từ khoảng từ 1 đến 3 từ 1 đến 3 tuần là mình đã xác định rồi. Xác định những cái phân phối đó thì nó rút á. Nó rút nó chạy nhiêu đó thôi, nó chạy ngắn lắm chứ không có chạy dài đâu. Còn hỏi về lịch, giờ hỏi mã lịch sale chính có vào được không? Benny hả? Benny vô tuần 3 này, vô tuần 3, nhưng mà khi vô tuần 3 nó sẽ bỏ một số pha. Anh em mình thấy nó bỏ một số pha.
Giờ mình đi cái đoạn này hiện tại chạy đang chạy bên đi. Hiện tại giai đoạn này là giai đoạn bên đi này. Anh em mình đã nói rồi, giai đoạn này đoạn bên đi này. Đoạn này một số mã đầu cơ bên đi cũng có này. Giai đoạn này bên đi nhiều hơn này. Đó thì đó là một số mã bên đi mà bên đi đang giai đoạn 3 luôn rồi. Anh em mua giống như mua hên xui thôi. Mình mua đúng hơn thì nó lại lên, còn mua xui thì nó xuống thôi. Nhưng mã này anh em mình nắm được giai đoạn rồi. Mà mình mua đầu tư mình đầu tư theo kiểu hên xui thì kết quả của mình cũng theo hướng hên xui. Đó, những mã này vô giai đoạn 3 rồi, những mã này Benny mà giai đoạn 3 hết rồi. Giai đoạn 3 của Benny á nó rút ngắn hơn, anh em thấy nó kéo rút mà kéo rất là mạnh. Sau đó nó sẽ bỏ bước. Nó rơi rất mạnh luôn, nó bỏ bước, bỏ một số bước để mà test đỉnh, test đáy rồi đó, nó bỏ, nó bước đó, nó qua giai đoạn phong phối. Giai đoạn 4 chuyển rất là nhanh, chuyển rất là nhanh. Nên thực sự là rất là khó. Đoạn này là mình không mua như trong anh em mà theo dõi cái hướng dẫn của mình thì giai đoạn này là mình không mua. Thì lý do tại sao không mua thì anh em nắm những cái mà mình đã chia sẻ rồi thì mình nắm được cái điều đó thì mình sẽ không mua giai đoạn này rồi. Và cái thứ hai nữa là những mã mà nó đã nằm ở giai đoạn 3 rồi thì rủi ro nó lớn, mình cũng không mua. Và anh em mua chỉ mua giai đoạn 3 khi mà anh em đã nắm được về các một số cái mẫu hình giai đoạn 3 của về vì đây á, anh em nắm được mẫu hình đó thì mới đầu tư dòng 3. Và khi đầu tư dòng 3 thì một thị trường chung thì mình đã nói là thị trường chung là cái quyết định ăn đầu tiên luôn. Thị trường chung xác định được xu hướng đi lên là giai đoạn đầu tiên để mình là bước đầu tiên luôn để mình quyết định là mình giải ngân. Và anh em cứ có gì cứ hỏi đi. Còn về đấy là anh em là đếm về còn về đấy là rồi, anh em hỏi này có nhìn hình nào chưa thấy hỏi gì em hỏi cái một mình nói nhiều khi nói nó chán quá đi thiệt mình cũng nói mình không biết là anh em hiểu tới đâu luôn nên em bật mà cảm lên coi mặt ngoài sao nhiều khi ngủ hết rồi. Tao nghĩ ngủ giờ cả. Bây giờ hỏi chung chung được không? Ví dụ như thấy vài bữa trước thì sóng dầu, vài bữa sau thì thấy chứng khoán thì cái từng cái đợt, từng cái ngành một nó đang dẫn thị trường hay sao vậy Phúc? Nó chưa chạy rút một số mã chưa chạy rút được thì nó sẽ thay phiên nhau, nó chạy cho hết. Một số mã này đang ở giai đoạn 3 thì thị trường vẫn còn sideways thì nó quán nó kéo lên vượt đỉnh. Hôm nay mình có câu hỏi kêu hỏi anh là CTD bây giờ đang vào giai đoạn nào vậy? CTD hôm trước mã này là trước giai đoạn trước khi mà thị trường rơi là mình đã có một cái CTD. Cô thấy cầm đúng không? Cô thấy cầm đúng không? Để mình mở ra lên Zalo hay Zalo hôm trước mình có dự nó sẽ mình mở không được ta.
CTD này. CTD này, này mình không nhớ là ngày nào ha. Nên mình không có để ngày coi lại. Đây ngày 11 tháng 6. Ngày 11 tháng 6 là mình có chỗ này mình có này. Có mục tiêu rồi. Chị sẽ lô anh em có thấy vậy? Anh em có thấy mình hả? Anh em coi lên lên cái nhóm CK02, anh em mình search lại giùm mình cái CTD, bấm chỗ research đó, search CTD là sẽ có cái mô hình mình có dự gọi là dự đoán ở giai đoạn 3. Ông Tuấn cho em hỏi là ví dụ như ở giai đoạn 2, giai đoạn kéo giá thì nó có nhất thiết là nó phải kéo vượt cái đỉnh cũ của nó không, hay là nó kéo ở mức độ nhất định? Không nhất thiết em, không nhất thiết. Ở khi mà nó kéo giá thì nó chỉ còn kéo giá lên càng là cao càng tốt thôi. Và nó chỉ có những cái phiên mà UT đó là xác nhận là nó là phiên phân phối đỉnh thôi. Chứ mình không biết được là nó không cần phải kéo vượt đâu. Mà đa số nó sẽ kéo vượt. Một số mảnh sẽ kéo vượt hết. Đa số. Còn số mảnh nó yếu thì nó sẽ không kéo vượt. Nó sẽ cố gắng nó duy trì ở giá cao để mình nó phân phối. Nhưng nó không kéo vượt được. Thì không nhất thiết. Thì hôm trước cái hiện tại đang share cái màn hình đúng không? Đang share cái anh em thấy không? Thấy à. Rồi mã CTD này. Thì hôm trước mình có dự chỗ này nè. Nó đi ngang. Chỗ này là lúc mà thị trường chưa có sự phân phối nè. Thì mình đã dự báo là chỗ này, nếu anh em coi lại cái short cái mã CTD giùm mình thì anh em sẽ thấy đó. Nó mình có dự là chỗ này đi ngang, sau đó nó sẽ có phiên bùng nổ và sẽ lên. Nếu anh em để ý cái hình đó thì hiện tại mình trong không xe được thì anh em có thể mở coi cái đó CTD ngày 11 tháng 6 là mình có chia sẻ cho nhóm đó, anh em có thể search. Tại CTD cái mã này ở team mình chỉ có một số người nhắc đến thôi. Đó mình có nhắc tới trong nhóm đó, anh em có thể nhìn qua mẫu hình đó. Ở ngày 1 tháng 6 là mình có dự báo là đi ngang sau đó nó sẽ có cái phiên bùng nổ thì khi đó mình mua là nó sẽ lên. Nhưng ở đây nó vũ nó không đi ngang, nó vũ này. Vũ thì sườn này xấu quá này, vũ dường trong lũng mạnh nó lũng luôn à. Còn chỗ này là mình có khi mình ở đây đi vào giai đoạn này thì mình trước này là mình khi hai được hai cây cái này, được hai ba cây này là mình đã dự nó là đi ngang xong rồi nó sẽ lên à. Anh em coi lại khi đi ngang lên. Hình mình vừa chia sẻ nhóm thì chỗ này sẽ bứt phá, sẽ đi lên khả năng vượt đỉnh đó. Nhưng mà khi mà nó vượt qua cái này nó lên cao rồi thì nó còn có xu hướng này, xu hướng đi lên đi mà thị trường trung xấu quá rồi thì nó đi thị trường trung thôi.
Ok. Nên giai đoạn 3 không phải bắt buộc phải vượt đỉnh, mà nó sẽ có một số cái nó sẽ cố gắng nó kéo, nên mình không xác định được là nó có vượt đỉnh hay không thôi. Không có, mình chỉ có mẫu hình thôi và mình theo đó thôi, chứ còn thực sự mình không xác nhận được nó có vượt đỉnh hay không. Mình phải đánh giá về thiền chung nữa. Thiền chung nó kéo mạnh thì những mã đó thì đa số sẽ kéo vượt đỉnh đó. Còn khi chung mà rơi thì nó sẽ không có hơi kéo được. Ok cả nhà. Anh chị em có bắt gì không? Chia sẻ cái đoạn này không? Thôi là phụ rồi. Dạ thì mình kết thúc sớm. Hôm nay lại là kết thúc sớm. Sớm 20 phút. Ờ, nếu anh em có hỏi thì ao thôi. Nhưng hôm nay có một cái mô hình đấy, thấy nhìn đến thì nó cũng đơn giản. Mô hình đó là mô hình chính luôn á. Mô hình tất cả mô hình khác nó sẽ đi theo mô hình này. Nó sẽ mô hình mà hôm sau mình sẽ chia sẻ các mô hình khác này nó đúng đi theo mô hình này hết, nó giống như vậy hết. Về cơ bản thì giống, nhưng mà một số cái nó sẽ kéo dài hơn, nó sẽ kéo dài thời gian hơn so với mô hình này. Mô hình này thì đa số nó sẽ lên và nó cái dài cũng khi mà lên nó có xu hướng lên đó, nó đi ngang đi trên đó. Thì nó sẽ lên từ khoảng 5 phiên trở lại và bắt đầu nó sẽ vũ cho nó siết lại và nó lên. À, cái mẫu hình này là mua anh em cứ mua là sẽ có thể thành công thôi. Trước đó nó thì mất khoảng 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 ba tuần 7 tuần trong cái đoạn đó là nó đi ngang, trước đó nó có cái khoảng loạn nên siết chặt lại, thì khi đó mình mua là nó sẽ có cho cái mẫu hình giống như vậy. Mà à, em hỏi một cái nó không có liên quan đến lắm. Có nghĩa là cái hàng VN Index hôm nay á, nó tăng điểm khá là nhiều thì có được gọi là tích cực không, hay là đang nó đang còn muốn test lại? Hôm nay anh chưa coi VN Index luôn. Em cuối giờ em mới coi, thấy cầu chiên tăng bất ngờ luôn ấy. Hôm nay anh chưa có xem luôn. Tăng 15 điểm lận à. Tăng 15 điểm. Nhưng mà VN này Bon thì không cao. Đó, Bon không có, tăng mà Bon không có là rất là rủi ro vậy thôi. Cố gắng kéo lên mà không có Bon, không có lượng, không có cầu. Đó. Cố gắng nó kéo lên mà không có cầu và nó bắt đầu nó buôn bán ở trên này. Buôn bán này cứ mua bán trên này thì cái đầu nó sẽ rải hàng ra, xả hàng từ từ ra. À, khi mà đấy. Động thái của nhỏ lẻ là bán ra, nếu nhỏ lẻ mà đa số nhỏ lẻ bán ra nhiều hơn mua vào thì nó sẽ rơi, nó rơi mạnh để cho nhốt cho nó không bán và tiếp tục nó lên từ từ để mà bán giá thấp hơn là bán lỗ, nó lỗ trong cái đó. Ủa Tạo anh em tưởng đâu, em tưởng đâu nếu mà nhỏ lẻ bán nhiều thì nó gom được nhiều thì nó sẽ đánh lên chứ. Nó mua giá thấp như này rồi, mua giá thấp này rồi mà nó kéo lên á nó sẽ rủi ro. Nó kéo lên, nó đến giờ là hiện tại nó nhỏ lẻ mua ở đây một phần đang gọi là trung, đang ở đây một chỗ là trung trung, chưa xác định được là dài hay không, mà nó kéo lên á, nó kéo lên thì nhỏ lẻ mua ở dưới này ta sẽ bán, nhỏ lẻ mua ở này bán, nhỏ lẻ nhốt ở dưới này nhiều lắm này, nhỏ lẻ ở trên này rất là nhiều, đa số nhốt trên này rất là nhiều luôn, và khi mà lên thì nó sẽ bán, nên nó sẽ không kéo lên để cho nhỏ lẻ bán, mà nó phải vũ hết sạch ở những thằng ở phía dưới này trước, ở những thằng trên này vũ sạch những thằng trên này nữa. Cái sạch thoát này nó mới đầu nó mới kéo lên nó mới bán, kéo lên cao nó bán, đó là mà sản xuất mà kéo lên nữa này mình phải đợi thôi, đợi sản xuất để mà nó gom hết hàng là khi đó rất là thời mốt thời gian. Thì anh đã nói đó, coi vẫn có sản xuất đi lên giống như mã HBG này hỏi mình đó, vẫn có sản xuất đi lên nhưng mà bắt buộc nó phải lên tới cái đỉnh, nó kéo giá lên tới đỉnh và nó đi ngang để mà nó gom hết hàng này. Cái đoạn này này nó gom hết, khi nó lên như này này nó gom hết hàng ở đoạn này, những người mua dưới này nó mua gom hết luôn. À, mua phía dưới là gom hết, rồi một số mà yếu tim ở trên này cũng bán cho nó luôn, thì nó sẽ đi cái cố gắng đi ngang thêm một đoạn nữa, ấy là nó kéo lên trên này, nó vượt trên đỉnh này, chạm đỉnh trên đỉnh này và nó quấn vượt hơn một chút, nó gom hết những cái thằng trên này, gom hết những thằng dưới này, gom hết trên này và cố gắng nó kéo lên trên này, nó gom lại hơn nữa,
và nó đi ngang, đi ngang dài để chi, dài để mà toàn bộ gom hết cho nó mới lên. Đó là tính về xu hướng thị trường đi lên đó. Và khi mà nó kéo như vậy đó, thì một số mã nó sẽ bắt đầu có xu hướng là đi ngang. Anh em nhớ xu hướng đi ngang ở giai đoạn này ha, em nhớ không? Xu hướng đi ngang ở đoạn này, nếu anh em muốn nhớ được cái xu hướng đi ngang đoạn này thì sẽ hiểu được cái đoạn mà đi ngang đoạn này là vẫn có mã để mình ăn. Khi đó mã một số mã đã siết chặt ở đoạn này, từ này này siết chặt hết từ tháng 2 đến từ gần hơn gần, gần gần cuối tháng 2 và tháng 3 là hơn tháng tháng một tuần đó, một tháng một tuần đó, là gồm một tháng một tuần là khoảng 5 tuần đó, 5 tuần là siết chặt cái đoạn đấy đầu chạy đầu lên lên trên này đã đầu cái lý vô nhiều, cái lý vô nhiều là bắt đầu có sự biến động giá lớn lớn, sau đó nó bắt đầu nó sẽ siết lại một chút, siết lại sau đó là các mã sẽ đầu chạy nước rút, thì nước rút sẽ có hai nhịp, nhịp đầu chạy mạnh hơn này, nhịp hai giảm cho nhịp ba, nhịp nhịp hai đầu nó chạy đó. Ok, nó giống vậy hết, thì chung chung vậy, tất cả các mã phải thi tung theo hết, thì tổng của các tỷ lệ của các mã thì gom lại là ra tỷ lệ của các ok cả nhà. Ai bắt gì không? Tại vì mình chia sẻ nhưng mà anh em không có bắt gì thì mình không biết là anh em hiểu tới đâu hay là đang đánh như thế nào. Anh Bảo dành thời gian chỗ anh Bảo lúc nãy anh Bảo dành thời gian phần sau để mà chia sẻ đó. Hỏi đáp. Bảo có thắc mắc hỏi đáp gì không? Hoặc là mình tạm thời anh xem hỏi về 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 cuốn ngành ngân hàng thì có những mấy mã nó rơi như CTG này, là CID nó rơi nhiều như vậy rồi, và hôm nay nó có phiên hồi phục lên thì đấy có được tính là phiên hồi phục đáy hay không? Hôm trước mình có nói anh em nhớ cái đợt mà mình nói không ở đoạn này à, mở VIP thì dễ nha. Nhớ một chút nữa cái nói mẹ này một chút, mình có vừa rồi mình có đính lên lại cho anh em mình nắm đó, là còn 2 tuần trước học cái bài đầu tiên về đó, đó. Là đang ở giai đoạn này này, mình nói là có lẽ hôm sau, nó sẽ có còn những phiên tăng tăng lên ha, một chút mình có nói có lẽ như hôm sau nó có tăng này và sau đó nó giảm đó, thì anh em cứ nó phải tăng, không tăng là không bán được ha. Em nghĩ nó cứ giảm như thế này thì làm sao bán được hả? Giảm như thế này làm sao bán? Nó phải tăng lên. Tăng lên để bán được hàng nhé. Nó kéo lên. Nếu mà nhỏ lên là x này, con x này. Hôm sau thì kéo lên một chút. Hôm sau kéo lên một chút. Kéo lên một chút. Đó. Vol nó hơi nhỏ. Nó kéo, mỗi lần kéo lên vol nó nhỏ lại. Vol nó nhỏ. Vol thấp. Sau đó nó bán ra, bán nó xu hướng nhỏ lẻ thì thấy là ồ, đã xác định được đấy rồi. Nó rơi nó nhốt nó bán mua nhiều cho nên vol lớn lên cái là bắt đầu nó sẽ ào ào xuống như này đây, nó bắt đầu nó tiếp tục, nó cứ tiếp tục lại đó, nên đầu bây giờ lên nó xuống liên tục liền, đâu luôn liền nó không bán được ai hết, nó xuống là nó bán không bán được ai hết, nên nó sẽ xuống từ 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 nào nó nhốt nó bán ra, mà có cái lượng hàng mà bán ra nhiều hơn cái lượng mà nó mua vào lượng, nên nó sẽ rơi lên mạnh hơn, nó sẽ rơi mạnh để mà nhốt không cho những người đã bán, nó test trong phiên luôn, test trong phiên. Ok em, mã CTG là giống vậy đó. Khi mà rơi qua đường MA 200 là mình đã nói là vào giai đoạn 4 rồi. Đã sẽ nằm vào giai đoạn 4 rồi. Có anh kéo lên, giảm. Để coi nó kéo lên bao nhiêu phiên, kéo lên cần kéo 2 phiên. 2 phiên là nó đã ngang mức giá này rồi. Và từ giá này nó mất bao nhiêu phiên để mà đi ngang bao nhiêu phiên? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phiên. Cần kéo 2 phiên thôi là 10 phiên nó không khói ra hàng rồi. Nó kéo thêm 3 phiên. 3 phiên là nó không có ra 1 2 3 4 5 6 6 phiên à, bán ra được 6 phiên, kéo 3 phiên kéo bán là 6 phiên. Rồi này xong rồi nó kéo lên, nó kéo lên 2 phiên. Đây nó bán ra thêm 5 phiên, dạ cứ vậy đó. Còn nếu mà nó rơi liên tục là sao bán được, ai mà mua? Thì đa số nó sẽ rơi đi như thế này á.
Đây, đầu tiên nó rơi xuống đây. Những thằng này mua back đáy này. Một số thằng không mua. Ở chỗ này rơi chỗ này, một số thằng ở back đáy ở đây. Back đáy ở đây thì nó sẽ rơi đậm sâu hơn. Thì sẽ mua cho mình giảm xuống ở đây. Mua cho mình giảm xuống ở đây. Thì sẽ kéo lên, nó kéo lên này. Kéo lên nhưng mà lợi nhuận ở đây với lên đây á, lợi nhuận không bao nhiêu hết. Thì nó sẽ rơi rơi mạnh. Rơi mạnh thì chung chung này, con thì chung chung á. Rơi mạnh hai phiên thôi. Rơi mạnh hai phiên xuống lại cái giá ngay giá đó. Ngay đó sau đó nhiều khi mẻ này xấu quá nó rơi sâu hơn này, nhưng một số mẻ trung bình nó sẽ rơi ở mức này thôi, rồi nó sẽ kéo kéo lên từ từ tiếp lên lên giữa giữa này thôi, rơi tiếp rồi nó lại kéo lên nhà đó, nên mẻ này xấu quá rồi, yếu quá rồi nó sẽ kéo tục luôn rồi, đường SMA 200 hướng xuống rồi, từ cái giai đoạn này đã bắt đầu hướng xuống rồi, đem đấy, còn từ từ phiên ngày 13 tháng 9 đã bắt đầu có hướng xuống, ngày 9 là có hướng xuống rồi, đi ngang hướng xuống, đem đấy cái dòng 4 không, dòng 4 là 10 SMA 200 sẽ bắt đầu đi ngang hoặc đi xuống, đã xác định khi mà lúng này là đã xác định về xu hướng của cái mẻ này rồi, và có đường SMA 200 đã xác nhận về xuống 4 nữa, giai đoạn 4 đó. Một số mã là SVB đó, đúng SVB một chút mình có nói đó, khi mà chạm bên này sẽ có hồi đó, hồi vô nhỏ hơn và sau đó như thế nào đó, giống như vậy đó, kịch bản nó như như đó lặp đi lại thôi. Sao anh báo vậy là con STB bây giờ nó đang hồi mình nên rút rồi, không biết được đâu, nhiều khi mai nó kéo lên chút nữa sao, mai mốt kéo lên mấy phiên nữa sao rồi nó giảm, nhiều giai đoạn này không ai biết đoán được đâu, nhưng giai đoạn này nó phụ thuộc vào lượng hàng mua bán của nó chỉ có nó là người đo đạt được thôi, nó đo đạt được lượng hàng ra vô hàng ngày như thế nào. Còn mình nó thống hộp về kho của nó, thống hộp nó thu thập dữ liệu từng giờ để mà nó tính toán nó đánh mà, còn mình không biết được đâu, nên đoạn này mình không mua là giải giải đó, không ai đoán được đoạn này, chỉ là chủ yếu là mua giá số rồi chờ nó số để thôi. Sao anh Bảo, Bảo không hỏi gì anh ơi, em hỏi bớt cái câu này nữa, nếu em xem các cái báo cáo của các công ty tư doanh thì đa phần là người ta đều ôm về của ngân hàng nhiều ấy. Nếu mà giá nó tụt như này thì làm sao mà họ phân phối được? Từ danh bán hàng ra như vậy thì họ lại lỗ à? Anh em có ai đã từng tổng hợp kết quả kinh doanh của Từ Danh chưa? Kết quả mà đầu tư chứng khoán của Từ Danh chưa? Tụi Từ Danh lên nó lãi liên tục ở giai đoạn 2 mà nó không biết là giai đoạn 2 thôi. Thì nó phân tích vẽ kỹ thuật nó vẽ ra nó lãi. Và ở giai đoạn 3, 4 là nó là người là đi. Năm nào năm nói như vậy. Đổ giai đoạn 2 lỗ hết. Còn Tụi Danh nó không có, không phải Tụi Danh là giỏi. Còn Tụi Danh nó cũng là những người đầu tư ở môi giới ở từng công ty chứng khoán. Và tụi nó phím hàng cho những môi giới nhỏ hơn. Môi giới nhỏ hơn lại không đi phím hàng cho những người nhỏ hơn nữa. Và nó phải qua nhiều nhiều cấp như vậy đó. Đến khi mà đến tay cái người mà đầu tư á, đầu cơ á, thì khi đó là thông tin nó qua hơi xa rồi, nên không phải đầu cái tụi Từ Danh là giỏi đâu, Tụi Danh chết rất là nhiều. Một số mã tụi danh đó, tụi lái nó chơi thế này nè, nó có giống như có 10 tỷ nó sẽ mở một tài khoản ở công ty VPS này. Thực tế như công ty HSC này nó chết cái mã mà CDO, anh em thì nó có chết mã CDO mà không biết, nó biết anh có báo nào biết hay không, thì người ta sẽ bỏ vô mở tài khoản bỏ vào là 10 tỷ thì nó thể vay, nó tụi nó thể vay mở mới sinh lên là lên 3 lần đây là được 40 tỷ, 37 mà 37 là được 40 tỷ, là 40 tỷ đấy, nó bắt đầu nó mua cái mã đó, nó mua gom một cái mã là nó được chỉ đạo của trên làm gom. Tao giao mày 10 tỷ đó, mày làm sao gom cái giá đó cho tao. Mà mua thấp hơn giá đó thì mày lời, mà mày theo giá đó là không được. Là nó sẽ cố gắng nó mua đạp nó gom giá đó. Thì những người của bên môi giới của bên công ty HSC cũng biết điều đó, thấy là có người mua, đâu biết là thằng lái mà thằng lái có tài khoản lớn quá mua đó. Với khối lượng lớn thì chắc chắn là mấy người này có cái gì công ty đó nó mua, thì cũng sẽ nhào vào mua chung với nó, và tụi Từ Danh sẽ mua chung với những cái này, mua khi mà Từ Danh nó sẽ cho tụi danh cho những cái người môi giới đó ăn, và đa số người môi giới đó sẽ PA cho nó, PA cho bà con rồi hàng xóm rồi
cho anh chị em của cái công ty bên tự doanh, tự doanh sẽ mua vào. Mua vào thì mua thì anh mua là anh cứ mua là anh, cái mẹ nó mua là anh, sau đó nó cho anh xong rồi là trên trên kia nó cố gắng nó đạp thì cái thằng mà gom 10 tỷ đó nó sẽ xé từ từ và nó sẽ mua tay này và bán tay kia. À, ở bên HSC thì nó mua, nhưng mà bên VPBank thì nó có thêm có ngàn tỷ bên đó, và nó đã đầu nó xé ra từ từ bên kia, mua bên này và nó bán bên kia, nên không biết. Nói chung là bên công ty này sẽ bị lừa và bên công ty kia là nó gom vậy thôi và nó đập. Nên mình cứ đứng ở giữa, mình nghĩ là tự doanh là giỏi thì tự doanh vẫn chết như thường, các công ty chết như thường. Vì tự doanh chỉ có thành có ông có Sách Hưng là đứng với lái luôn rồi, không phải tự doanh. Vai trò là tự doanh nhưng mà thực sự là lái rồi. Sách Hưng là lái luôn một mã luôn, rất là nhiều mã mà lái luôn mã đó. Ví dụ mà Sách Hưng mà đầu tư mã nào là lái luôn mã đó, nó khác. Chứ còn mất tự doanh kia là toàn bộ chỉ là mua đầu tư đầu cơ thôi, mua đầu cơ là toàn bộ là bị nó diệt hết, tụi nó dụ hết. À, em thấy tại vì vừa rồi xem cái bản danh mục của các công ty chứng khoán của đội chứng khoán, thấy không cần ngân hàng, nhưng mà ngân hàng như thế thì kết thúc sản phẩm nó là đúng rồi, mà nếu mà nó ôm nhiều thế thì nếu mà nó đúng vai trò chỉ đạo phân phối thì nó lỗ, làm sao nó phân phối được. Thì giai đoạn này đa số là tụi nó sẽ giảm margin, tụi nó đang dính margin rất là cao. Anh em coi lại cái báo cáo margin ở giai đoạn này, tụi nó đang dính margin rất cao ở giai đoạn này. Anh em có thể mình lên số cái báo gì đó về thống kê tỷ lệ margin á, thì hiện tại tỷ lệ margin rất cao, căng luôn, đang căng ở những cái đoạn này, căng rất cao trên đỉnh này. Thì đa số là tụi nó đang xả, và lái cũng là người đang xả, thì lái đang dính margin cũng lớn đó, lái nó đang dính rộng margin thu gom đó. Nhưng mà đa số lái lớn là nó là nắm luôn đó rồi, nhưng chỉ có những lái nhỏ thôi, thì cái lượng lái nhỏ nhiều khi nó là cái mồi để nó thả cho những cái con cá khác nữa, để mà nó tụi nó xả hàng nhiều hơn. Tụi danh vẫn thu bình thường, anh em đừng có nghĩ tụi danh là giỏi. Anh em coi cái số giai đoạn này thử có tụi danh gom mua hay là bán. Anh em để ý, giai đoạn này mua hay bán, toàn bộ thị trường là toàn bộ là bán là bán. Hả? Rồi khi lên đến này nó đánh đo này, mua bán liên tục này, mua bán liên tục, đánh giá nó như thế này. Khi lên như này bắt đầu nó mua, lên này nó mới mua. Trong khi đó anh em mua dưới này này, lên như này mua này. Lên trên này bắt đầu mình đã vô giai đoạn lúc rồi, anh em đã mua rồi đâu, lúc là anh em mình đứng chờ thời thôi. Lên trên này một số mã anh em mình nó có điểm mua chưa chạy rút thì anh em làm mua này, một số mã chưa chạy rút nha. Hiện tại anh em mình nhớ không, một số mã chưa chạy rút ở đoạn này anh em mua này, VSC này, DGC này, BNG, số mã chưa chạy rút đoạn này anh mình có mua này. Sau khi lên trên kia là không mua nữa. Chỉ có những người mà bên ngoài người ta không biết về chuyện nó rút rồi, về các giai đoạn cổ phiếu người ta mua thôi. Người ta hô hào đoạn này, người ta mua hô hào rất là mạnh. Rồi nó quay đầu rất là mất trớn luôn. Đang mua ngon lành mà đương không quay đầu, rất mất trớn. Nhưng mà nó rơi như vậy là chưa xác nhận được phiên phân phối, nhưng mà phiên này nó vẫn rơi xác nhận được phiên phối này. Ok ông Quân. Cho anh hỏi anh tí phút. Dạ, dạ bác, hỏi ok rồi nhỉ. Cho anh hỏi anh tí phút. Dạ. Băng á, là nếu mà so với giá trị sổ sách ấy, thì giá trị hiện tại bây giờ á, nó có chênh lệch nhiều không em? Tùy vào công ty anh. Như hôm qua em có nói rồi. Công băng mà CTG nè. Tại vì cái vấn đề mà kiểm toán á, kiểm toán để những công ty về ngân hàng á, nó hơi hơi có cái là làm về định giá một số cái lượng cái hàng của nó hơi khó ở chỗ đó, nên mình cũng không biết được cái đó liệu có chính xác bao nhiêu phần trăm đâu. Nó có bên định giá, bên gọi là gì nhỉ, kiểm toán mà có bên bên định giá đó, là bên nên cái số đó nhiều khi cũng không có biết là chính xác hay không. Nó chỉ một phần thôi chứ không phải là mình xác nhận nó là đúng. Hôm qua như em có gửi qua về một cái phân tích của cái mã nào mà nó đang bia mã nào quên rồi,
đó là của hàng SHB. Nhớ hôm qua nó có một cái SHB nó đang đặt con mã mà nợ hiện tại cái lượng cái tỷ lệ mà vay xấu á, tỷ lệ nợ xấu đó là cao nhất ngành luôn đó. Và nó đang bán cái nợ nó ra cho bên mở trái phiếu bên Singapore để nó bán cái nợ đó. Đó, hôm nay còn lớn này. À, quen kéo lên một lớn đó. Tăng 1.2.5%. Nên nhiều khi mình cũng không có xác định được đâu, chỉ một phần thôi. Ngân hàng chỉ một phần thôi. Ví dụ như vậy, một cái mã của mình viết như vậy, mã của mình viết như vậy cũng không xác định được. Nói chung là kiểm toán nó mình chỉ thấy được báo cáo thôi, thật sự rất khó để mình đánh giá được kiểm toán. Mà cái mấy những cái thằng thì nó đó thì viết với viên viên hôm nó còn khó hơn so với ngân hàng nữa nha. Mấy người mà kiểm toán đầu ngành đi rất khó đâu, tại vì nó liên ngành và nó cái tiền vốn nó qua lại giữa các cái công ty con nó rất là lớn và cái tài sản nó lớn quá. Nên thật sự rất khó để mình đánh giá được cái việc đó đúng hay sai. Chỉ có nó là người kế toán của nó là nó nắm thôi, mà nó báo cáo nhiều khi báo cáo biết thì thôi chứ còn không thể mà đánh giá được báo cáo sai lâu lủng. Giống như Evergrande vừa rồi đó, đâu cái tài sản lượng tài sản nó lớn quá rồi không có kiểm soát được đâu, và nó cứ theo kiểu đổ tiền vô đó để nó lấy tiền nó mua bất động sản đó, rồi khi mà đứng bất động sản không thể trả lãi được là khi đó nó mới vỡ ra lỗ ra, đó là lo chạy vốn của nó. Nên nó khó, mình cũng không nhận định được cái việc đó đâu. Như mà giống như khi anh thấy em, nếu mà mình cắt lỗ á, nhưng mà đến một cái mức giá giới hạn nào á, giống như mình nói về chạm giá sổ sách hay chạm giá của lái rồi, thì nó có điều đó không em? Hay là lái nó chỉ biết mua bán, nó ngó theo cái cung cầu của thị trường, hoặc là nó theo cái sóng ngành, sóng này, sóng kia thì nó lái nhảy vô? Lái nó thì tùy vào cái mã nha anh. Ở như một số mã ở giai đoạn 3 này, nếu mà có cái sự mà siết lại thì có thể anh lấy cái đấy đó để mà lấy cái đấy này này lũng đấy nó khoảng không quá 5%, thì khi đó là có thể nó sẽ là vào cái giai đoạn 3 để mình vào giai đoạn 2. Còn một số mã đa số nó sẽ bị rơi vào giai đoạn 4 luôn, và giai đoạn 4 là sẽ rơi. Mà khi anh một cái mà đa số những cái mã mà khi đã vào giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi mà những cái ngành của nó đa số rơi vào giai đoạn 4 ấy, thì nó sẽ rất khó cái ngành đó để nó kéo lên. Nó phải đi theo ngành, sống ngành nó đi theo ngành, mà nó không đi kéo lên được thì cái ngành nó sẽ bị một số nó lên đi một mình nó sẽ rất khó để mình lên, nên thời gian nó rất là dài. Nếu mà đầu tư đó anh sẽ trông vốn rất là dài thì chi phí cơ hội của anh sẽ mất rất là lâu, rất là lớn. Nó tùy vào cái đó. Nếu anh đi tuân thủ cái kỷ luật ngay từ đầu thì mình sẽ có những phương án rất là dễ lựa chọn. Còn mình đã mất đi cái vấn đề tuân thủ kỷ luật đó là mình sẽ bị lung lay theo. Ví dụ như mình đã có cái kỷ luật ra là âm 4% là giảm đến 10%, âm 7% là giảm đến 10%. Nhưng mà khi âm 4% mình vẫn cố gắng mình giữ, mình không bán. Và khi âm 7% thì mình đã rút ra mình đánh đo rồi. Khi âm 7% nó mã cả mã luôn là mình sẽ bị. Thì như như mình đầu tư hai mã thì âm 7% là mình đã âm 3.5% tổng vốn. Và nếu mình tổng vốn thì nó mình đã có vấn đề đánh đo thì khi đó là nó rơi 10% đi, xuống 10%. Xuống 10% này mình rút đã vào cái lượng lỗ mình đã âm lớn rồi, mình có cái xu hướng là mình sẽ cố gắng gồng thêm thì sẽ gồng nó sẽ rơi tiếp tục nó rơi như vậy đó. Nên khi mình đã có dấu hiệu đó mình cố gắng mà tuân thủ theo vi phạm, tại vì đa số mình mua 3 mã thì xác suất một mã nó bị vi phạm là có thể xảy ra. Đó nên thực sự về mà tư vấn cho anh về cái mã rồi có nên giữ hay không, hay là chờ nó về giá đúng của lái để mà đợi nó tăng lên á, thì sự rất khó, tại vì lái nó ăn ở dưới này rồi, nó ăn dưới nền dưới này rồi, cái lượng giá nó lên hiện tại lái một mã nó ăn phải trên 100%, trên 100%, lái nó phải ăn ở mức đó là ít á. Một số mã nó ăn từ 300 đến 500% nha, nó lái nó gom hàng nó gom từ đó, thì anh em cứ nghĩ đi, nó khi mà nó rơi dưới này thì nó thị trường xấu nên sẵn sàng nó sẽ rơi, nó đạp đổ nên giá thấp nó gom đó. Còn nếu mà có những mã mà có còn bài toán còn lái nữa, còn game nữa thì nó sẽ đạp xuống mà nó gom giá cao hơn, nó tùy vào cái lượng cung cầu để mà nó điều khiển, chứ thật sự cũng không khó thì sẽ xác định được đâu, rất khó. Ok, cảm ơn em.
Rồi rồi. À, anh em còn câu trả lời nào, câu hỏi gì nữa không? Anh nghỉ được rồi Phú ơi, 10 giờ mấy rồi đây. Rồi thôi, chúc cả nhà ngủ ngon nha. À, chào em, cảm ơn em nha. Rồi, chúc cả nhà ngủ ngon ha. Em bye Phú, cảm ơn Phú. Rồi, chào cả nhà. Cảm ơn. Cảm ơn anh Phú nha. Rồi, chào cả nhà nha. Rồi, chào cả nhà, chào cả nhà. Chào tất cả anh chị ạ. Thank you.